Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại cây viết Huỳnh Duy. Ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ gửi đến cho quý vị câu chuyện có tựa đề Mệnh Hoa. Đây là một câu chuyện tâm linh trinh thám, nói về hai cái chết rất là oan uổng của hai cô gái. Và quý khán thính giả lần đầu tiên biết đến kênh Sống Truyện Ma, hãy ủng hộ cho Thi bằng việc theo dõi và nhấn đăng ký kênh nhé. Đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới của Thi. Và nếu như thích câu chuyện ngày hôm nay, quý vị có thể tặng thêm cho Thi một nút like, bởi vì video nào được nhiều like thì YouTube sẽ đề xuất cho nhiều người cùng biết đến. Thi xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Mệnh Hoa, tác giả Huỳnh Duy. Sau đây là bản tin an ninh cuối ngày. Hôm nay, tại đường số 3 đã xảy ra một vụ thảm án nghiêm trọng. Một người dân đi vứt rác đã tình cờ nhìn thấy một bộ phận cơ thể người được đặt trong một chiếc túi ni lông màu đen. Rất nhanh lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Qua khám nghiệm ban đầu, bên công an đã công bố đây là một vụ giết người hết sức dã man. Phần cánh tay được phát hiện cho thấy nạn nhân là một cô gái nhưng chưa rõ danh tính. Rất có thể nạn nhân đã bị hung thủ xẻ xác thành nhiều mảnh để phi tang. Bên cảnh sát vẫn đang ráo riết điều tra và tìm lại những phần thi thể khác của nạn nhân. Cũng xin cảnh báo đến các cô gái nên thận trọng hơn mỗi khi đi ra đường một mình. Uyên vừa ăn tô bún, vừa đưa mắt về cái màn hình tivi được ông chủ quán treo trên tường. Nghe xong bản tin, Uyên vừa nhai vừa lẩm bẩm. Sài Gòn lại có thêm một kẻ điên nữa rồi. Ngày nào cũng đâm đâm chém chém, cứ hở ràng tí là lại giết người. Ôi, riết rồi cái xã hội này nó loạn mất thôi. Uyên là một cô gái, năm nay mới chỉ bước qua tuổi 22. Nhưng dường như những sóng gió của cuộc đời đã biến cô thành một cô gái già dặn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Uyên thật ra là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ. Nơi mà cô lớn lên là một trại trẻ mồ côi nằm bên cạnh thành phố. Qua lời kể của các mẹ trong cô nhi viện thì Uyên được một ai đó nhặt ở trước cổng chùa, rồi thương quá nên mới bế Uyên đến cô nhi viện này. Cái tên Uyên cũng là do một mẹ trong cô nhi viện đặt cho. Từ nhỏ Uyên đã là một cô gái trầm lặng, nhưng tính cách lại vô cùng ngang bướng. Cô ngang bướng đến mức chẳng nghe lời ai khác ngoài mẹ Hiền, người mà Uyên luôn coi là mẹ. Cho đến khi mẹ Hiền mất thì Uyên cũng bỏ đi khỏi cô nhi viện. Ngày đó cô cũng chỉ mới 15 tuổi. Bước ra đời với cái tuổi mới lớn, Uyên nhanh chóng bị cuộc sống mưu sinh nuốt chửng. Thế rồi cô cũng đành mặc kệ cho số phận đưa đẩy, khiến cô dần dần sa ngã vào con đường làm gái. Con đường mà bất cứ ai khi nghe đến cũng chỉ biết lắc đầu khinh bỉ. Hôm nay vẫn như mọi ngày bình thường, Uyên vẫn ngủ từ sáng đến tận chiều tối mới dậy. Cô đi tìm cái gì đó bỏ bụng. Ấy, cuộc sống của một cô gái bán hoa là vậy. Chỉ khi ánh nắng cuối ngày của một ngày dài tắt ngấm thì họ lại xuất hiện. Họ giống như những cánh phù du, luôn tìm mọi cách để trốn tránh cái ánh sáng gay gắt của ngày thường. Để rồi khi màn đêm buông xuống, lại tất bật vội vã với công việc đã nuôi sống họ. Khi Uyên chưa ăn hết tô bún bò tái, thì tiếng điện thoại đã vang lên bên tai. Uyên giống như đứa trẻ vừa thấy mẹ đi chợ về mà tươi cười, nhanh tay cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Bởi vì có mỗi lần chuông điện thoại vang lên, là y như rằng có khách muốn đi gọi tới. Uyên khẽ liếc nhìn qua dòng số đang ẩn hiện trên màn hình. Chợt nụ cười ấy vụt tắt, rồi thay vào đó là một cái nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Bởi cô nhận ra số đang gọi tới là của Khanh. Khanh thực ra là một khách quen của cô. Hắn đã đi mây mưa rất nhiều lần. Ban đầu thì Khanh đều trả tiền đầy đủ, nhưng cho đến khi quen mặt rồi, hắn bắt đầu nhục nhằn đòi khất. Hết lần này đến lần khác, cô vẫn đành đoạn cho hắn nợ. Nhưng Khanh dường như không biết điều, vẫn dở thói ngựa quen đường cũ,
khiến cô rất bực tức. Uyên vẻ khó chịu, cô nói: "Alo, anh gọi tôi có chuyện gì?" Uyên nói với giọng như quát vào điện thoại. Bên kia đầu dây chỉ nghe thấy vọng lại một giọng cười đéo giả. "Ấy, người đẹp làm gì mà nóng thế? Bộ chưa có anh trai nào mở hàng hay sao? Hay để anh mở hàng cho người đẹp nha." "Anh cầm mẹ cái miệng thối của anh đi. Cái loại anh mà mở hàng á, tôi thà về phòng tôi đắp chăn còn sướng hơn đó." "Ờ, sao em lại nói như thế? Anh có quý thì anh mới gọi cho em chứ. Hay là hôm nay em không cần tiền nữa?" "Tiền những lần trước anh còn chưa trả cho tôi đồng nào đó. Tôi xin anh đó, tôi làm gái chứ tôi không có làm từ thiện. Anh làm ơn buông tha cho tôi đi." Bên kia đầu dây, tiếng cười của Khanh lại vang lên. "Thì hôm nay anh trả đủ cho em là được chứ gì. Vậy nghe, 30 phút nữa hẹn nhau ở nhà nghỉ cũ. Không gặp không về." "Ờ, có thật không? À, alo, alo." Không kịp để Uyên nói hết câu thì những tiếng tít tít từ phía bên kia đầu dây đã vang lên. Cô bực tức ném chiếc điện thoại lên bàn, rồi khẽ thở dài. Trong thâm tâm cô không muốn đi, nhưng số tiền mà tên Khanh còn nợ từ những lần trước khiến cô băn khoăn. Cô thầm tính toán số tiền ấy ít ra cũng phải đến 3-4 triệu. Đối với một cô gái ngành chuyên đứng đường, đối với cô số tiền ấy không hề nhỏ. Số tiền đó thậm chí có thể đủ cho cô sống an nhàn trong vòng nửa tháng. Nghĩ là vậy, Uyên đành thở dài, quyết định đi đến điểm hẹn. Cô thầm nhủ nếu lần này Khanh vẫn không chịu trả tiền thì sau này cô sẽ không bao giờ đi với hắn nữa. Ăn xong tô bún, Uyên khẽ đánh mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, đã điểm 19 giờ. Ngoài đường bây giờ, những ánh đèn với đủ loại sắc màu đã được bật, khiến cả Sài Gòn như được bao bọc bởi một thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Dưới lòng đường là dòng xe cứ nườm nượp qua lại, khiến ai nhìn thấy cũng phải hoa cả mắt. Uyên bước ra khỏi quán ăn, đưa tay vẫy một chiếc taxi rồi đi đến điểm hẹn. Cái nhà nghỉ mà cô và Khanh hẹn nhau nằm cách đó hơn 1 km. Gọi là nhà nghỉ nhưng thực chất nó chỉ là một dãy trọ với những căn phòng sập xệ thì đúng hơn. Cô cũng thường xuyên chọn nơi này làm địa điểm để đi khách bởi vì giá cả ở đây khá rẻ. Mặc dù bên ngoài có vẻ rách nát nhưng bên trong thì tiện nghi cũng khá đầy đủ, và đặc biệt là ở đây đã được một nhóm giang hồ bảo kê nên không sợ phiền phức. Khi Uyên vừa bước xuống xe thì tiếng tin nhắn lại vang lên. Cô nhìn qua, hóa ra là Khanh đã đến và nhắn tin báo số phòng cho cô. Cô vốn đã quá quen thuộc với nơi này nên vừa biết số phòng thì cô đã đi thẳng đến trước cửa. Cô đưa cánh tay thon gầy gõ cửa. Lập tức từ bên trong vọng ra một giọng nói: "Vào đi, cửa không khóa." Vừa thấy Uyên bước vào, Khanh như không thể kiềm chế được nữa, lao vào ôm chầm lấy cô. Hắn ra sức hôn hít lên môi lên cổ, mặc kệ cho cô vẫn đang ra sức kháng cự. "Nè nè, buông ra, buông ra." Nhưng Khanh vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục. Uyên thấy lời nói không có tác dụng gì, cô nâng gối không thương tiếc, đá thẳng vào hạ bộ của hắn. Khanh bất ngờ dính đòn hiểm, lập tức bật ngửa xuống giường, tay ôm chặt lấy cổ quý mình mà gào thét. Cô thấy thế ngẩng mặt lên, khóe môi nở ra một nụ cười đắc ý. Đối với một cô gái ngành lâu năm thì những ngón nghề như thế này dường như đã quá quen thuộc. "Nói cho cưng biết, chị đây đã từng hạ đo dáng cả trăm thằng, còn to cao hơn chú mày rất nhiều đó. Cỡ như chú mày chỉ một cước là mày vô sinh luôn đó, biết chưa? Lần sau nhớ chừa cái thói trâu hút mã vôi đi nha." Khanh bây giờ vẫn nằm quằn quại dưới giường, tay chỉ về phía Uyên, lắp bắp không thành lời. "Ác độc, tao còn chưa làm gì mà, cô..." Uyên không thèm đáp,
Cô tháo chiếc túi xách đang đeo trên vai đặt lên bàn, sau đó mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc uống vài ngụm, rồi ngồi xuống ghế nhìn Khanh. Một lát sau, thấy Khanh đã bớt đau, cô lên tiếng. Thằng nhỏ hết đau chưa? Hết đau rồi á, đi tắm đi. Nhanh nhanh còn vô việc, mất thời gian quá. Khanh sau cơn đau thì cả người cứ như lần lần, giọng the thé đáp. Tắm gì tắm? Bố không thích tắm đó, sao? Uyên nghe vậy thì nhếch môi cười, cái đầu gối còn không quên nhấp nhấp, tỏ vẻ đe dọa. Khanh thấy thế bất giác như cơn đau ban nãy lại ùa về, khiến hắn ớn lạnh. Cô em bình tĩnh bình tĩnh. Anh đi tắm là được chứ gì. Thôi đợi anh tí nha. Sau khi Khanh bước ra thì hai người bắt đầu cuộc mây mưa thoát loạn. Khanh vẫn như mọi lần dùng hết sức lực của một thằng đàn ông ôm ấp mơn trớn khắp cơ thể cô. Rồi những con sóng tình cũng bắt đầu dâng lên. Bên ngoài dòng người vẫn tấp nập qua lại, đâu đó những mảnh đời ngược xuôi vẫn tất bật với cuộc sống mưu sinh, đúng như cách mà người ta vẫn hay nói về Sài Gòn đầy hoa lệ. Hoa cho người giàu và lệ cho những kẻ nghèo hèn. Sau cơn đê mê thỏa mãn với dục vọng, cả hai đều nằm kiệt sức trên giường. Khanh với lấy gói thuốc châm một điếu rồi rít một hơi thật dài. Trong cái làn khói trắng mờ nhạt của hơi thuốc, hắn vẫn không rời mắt khỏi cơ thể thon gọn quyến rũ của Uyên đang mặc lại quần áo. Bất chợt hắn nhận thấy cô thật sự rất đẹp. Vòng eo thon gọn hòa quyện với làn da trắng như bông, thứ mà một gái ngành lâu năm vốn chẳng thể còn. Khanh cười cười nói. Em càng ngày càng đẹp ra thì phải đó, trông cứ như là gái mới đôi mười ấy. Đừng có lẻo mép, thanh toán tiền đi, tổng cộng là 4 triệu. Khanh nghe thấy thế thì cười cười, đoạn hắn lấy từ trong bóp ra một xấp tiền polymer mới cứng rồi ném về phía cô. Đây là 10 triệu. Coi như là tiền bo cho em đêm nay. Uyên đang loay hoay mặc dở chiếc quần lót, nghe vậy thì cũng lập tức quay lại nhìn. Quả thật đúng như Khanh nói, số tiền cô đang cầm trên tay không dưới 10 triệu. Quá bất ngờ với sự hào phóng của Khanh, cô cất tiếng hỏi lại. Đối với ấn tượng của cô, Khanh luôn là một kẻ kỳ bo bổn xỉn, vậy mà hôm nay lại hào phóng đến khó tin. Anh nói thật hay là mới chơi hàng về còn ngáo đó hả? Khanh cười cười nắm lấy tay Uyên, kéo cô ngã vào lòng rồi nói. Em cứ nói thế. Anh hôm nay trúng được con đề, nhớ đến em nên muốn chia sẻ ít lộc đá đầu năm đó. Em chê à? Nếu chê trả lại anh đi. Uyên vẫn chưa kịp trả lời, Khanh lại đưa ra trước mặt cô một sợi dây chuyền, rồi nhẹ nhàng vén mái tóc của cô đeo vào. Uyên không hiểu ý định của Khanh nên cất tiếng hỏi. Anh làm gì đó? Khanh áp sát vào tay Uyên thỏ thẻ. Anh tặng em. Tặng tôi hả? Anh quên tôi là gái hả? Khanh nghe vậy lập tức dùng tay che miệng Uyên, rồi nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen bượt của cô mà nói. Là gái thì sao? Đối với anh, em luôn là một người đặc biệt. Uyên nghe thấy những lời ngọt ngào của Khanh, cũng chỉ biết im lặng nhìn sợi dây chuyền trên cổ. Cô tuy là gái ngành thật, nhưng dù gì vẫn là một cô gái. Mà con gái thì ai chẳng thích những lời đường mật. Khanh lại khẽ đặt một nụ hôn lên đôi gò má đang ửng hồng của Uyên. Cả hai lại một lần nữa chìm đắm trong cái khoan khoái của xác thịt. Sáng hôm sau, khi những tia nắng ấm áp chiếu lọt qua khe cửa, khiến Uyên khó chịu tỉnh giấc. Sau một đêm cô không ngủ, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn khắp căn phòng. Cô thấy lạ khi căn phòng lúc này chỉ còn lại mình cô. Dường như Khanh đã rời đi từ khi nào. Uyên ngồi dậy, đầu tóc bù xù,
thân thể trần truồng bước xuống giường. Ngay giây phút ấy, những tia nắng vàng soi rọi vào làn da trắng ngần của cô, khiến cơ thể Uyên lập tức phát sáng, giống như một giọt sương mai đang phản chiếu lại ánh mặt trời tinh khôi. Như để kiểm chứng lại tất cả không phải là mơ, Uyên đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ. Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm khi sợi dây chuyền vẫn còn đó, vẫn lấp lánh ánh vàng. Cô chợt cảm thấy vui. Cô không hiểu được là cô đang vui vì vừa trúng khách sộp, hay là vì đã rất lâu rồi cô chưa được ai tặng quà. Trở về phòng với tâm trạng vô cùng vui vẻ, Uyên nhìn thấy Hoa đang nằm ngủ. Cô nhẹ nhàng cố không để tạo ra âm thanh lớn nào. Thế mà khi Uyên vừa xoay người định đi vào phòng tắm thì đã nghe thấy giọng nói của Hoa. Ơi, về rồi đó hả? Tối qua chắc lên mây nhiều lắm hả? Hoa là bạn cùng phòng với Uyên. Cô cũng là một gái ngành, chẳng khác gì Uyên. Cả hai đều giống nhau, đều là trẻ mồ côi nên mới hòa hợp sống chung. Hoa nói xong thì cũng mệt mỏi ngồi dậy, đưa ánh mắt bơ phờ nhìn Uyên như chờ đợi câu trả lời. Đỉnh thì chưa có lên tới, nhưng mà tao có cái này cho mày xem nè. Cô hầm hở tháo sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ xuống, đưa cho Hoa xem. Hoa nhìn sợi dây chuyền, mắt như tỉnh ngủ. Cô đưa tay lên dụi dụi lại mắt, như để cố nhìn cho rõ hơn. Đoạn Hoa lên tiếng hỏi. Nè, là đồ thật hay đồ giả vậy? Ồ, mã đâu mày có? Đừng nói với tao là mày nhặt được khi đang đứng ngoài đường nghe. Là hàng thật đó, không phải pha ke đâu con. Thế nó đâu ra vậy hả? Mày có nhớ thằng Khanh không? Hoa nghe đến tên Khanh, nhíu mày suy nghĩ, đoạn như nhớ ra điều gì. Hoa cất tiếng. Cái thằng Khanh mà hay chơi nợ mày đó hả? Vừa để xác nhận, Uyên gật đầu. Này, mày không có đồ đó chứ? Cái thằng đó nó là giang hồ đó, sao mày dám trộm đồ của nó vậy? Trời ơi! Hoa chưa kịp nói hết câu đã bị Uyên cốc lên đầu một cái. Cô nói, có mày ăn trộm thì có, là nó tặng tao, là tặng đó. Cái gì? Hoa há hốc mồm kinh ngạc khi nghe Uyên kể lại. Như không tin, Hoa hỏi lại, mày đang đùa tao đó hả? Hay là tao đang mơ vậy? Thằng Khanh nó chơi gái quịch, cả cái quận này ai mà không biết, lại có tiền mua dây chuyền để tặng cho mày nữa. Tao cũng không biết nữa, nhưng không những tặng sợi dây chuyền này mà nó còn trả cho tao 10 triệu nữa cơ. Lại một lần nữa Hoa ngạc nhiên. Cái cầm lần này thậm chí còn muốn chạm cả đất. Cô quát lên. Uyên thấy thế vội bịt miệng Hoa lại, cầu nhầu. Mày làm cái gì mà la ầm lên vậy? Bộ muốn cho cả cái nhà thổ này nó biết hết hả? Tao cũng không biết, chỉ nghe hắn nói là trúng con đề nên mới có nhiều tiện vậy. Ơi sao mà thôi, mặc kệ đi mày ơi, dù sao mình có tiền là được, gái mà quan tâm nhiều làm gì. Ồ, mày nói cũng đúng. Ây da, vậy là tối nay á mày phải khao tao một chầu ra trò đó. Rồi rồi rồi, thôi dậy đi đánh răng đi, cái miệng mày thối như là cái nắp cống á. Thoáng chốc một ngày lại trôi qua, những ánh hoàng hôn cuối cùng cũng đã vụt tắt. Đó cũng là lúc để những cánh bướm đêm thức dậy sau một ngày dài chợp mắt. Bên trong căn phòng chật hẹp, có hai cô gái đang ngồi trước gương, vội vã thoa những lớp phấn mịn màng lên gương mặt. Dường như họ đang cố dùng những lớp phấn kia để phần nào che lấp đi khuôn mặt thật sự của mình. Có lẽ thứ họ muốn che đi chính là con người thật của họ, là tính cách, là ánh mắt nụ cười, giống như tất cả những người con gái bình dị khác. Bởi vì họ muốn giữ lại cho bản thân mình một cái gì đó là của riêng họ.
Sau khi lót dạ một chút thức ăn, cả hai lại rảo bước trở về với địa điểm bắt khách thường ngày. Đến nơi, Hòa thấy bóng dáng những cô gái làng chơi khác đã đứng đó từ bao giờ. Có người thì đứng dưới những gốc cây mọc hai bên đường. Có người thì lại chọn cho mình một bức tường ở phía sau để tựa lưng đứng đợi. Hòa ngoái đầu nhìn rồi quay qua Uyên nói. Hôm nay mấy bồ đến sớm quá. Thôi mình đứng tạm ở đây vậy, đi xa làm gì cho mệt. Uyên cũng gật đầu, rồi chỉ tay về phía một cây trụ chỉ đường. Chỗ kia được đó, đi qua đó đi. Khi cả hai vừa mới đến nơi, thì từ đâu một chiếc xe máy dừng phắt lại. Chiếc xe dừng đột ngột, đến mức tiếng của phanh xe kêu lên ken két. Này, đi không cô em? Cả hai quay đầu lại nhìn, thì thấy người ngồi trên xe là một gã thanh niên đã chạc 30. Gã hất cầm về phía Hoa, rồi lại lên tiếng hỏi với giọng trêu ghẹo. Chà, cô em này xinh vậy. Đi tâm sự đêm khuya với anh tí, có được không? Hả? Nói xong, gã cười lên một nụ cười dâm dê. Hòa thấy gã hướng về mình thì cũng cười thật tươi, rồi nhẹ nhàng đáp. Dạ có anh. Vậy anh muốn em tâm sự cùng anh thâu đêm, hay là chỉ một lát rồi về ạ? Ừ, với người đẹp như em thì phải tâm sự nguyên đêm, nó mới hết chuyện chứ. Thế em đi thế nào? Để anh còn lo liệu. Hòa nghe vậy thì cười như vừa trúng độc đắc, cô vội đáp. Dạ có bao nhiêu đâu anh. Anh mở hàng cho nên em lấy rẻ 2 chai thôi. Chứ bình thường em lấy 2.5 chai đó. Em hứa là không làm anh thất vọng đâu. Vừa nói, Hòa vừa tiến lại sát bên cạnh gã thanh niên, đưa bàn tay mềm mại khẽ xoa lên ngực hắn. Cô còn cố ý để 2 quả bưởi của mình động chạm vào cánh tay của hắn mà thỏ thẻ. Gã thanh niên bất ngờ bị 2 quả núi đè, lại cộng thêm cái mùi nước hoa thơm phức, khiến cho hắn thoáng chốc đê mê khờ dại, đoạn gật đầu lia lịa. Hòa thành công quyến rũ được gã thanh niên thì quay qua nhìn Uyên, khẽ nháy mắt rồi leo lên xe. Uyên ở lại phía sau đưa ánh mắt nhìn theo mà cười cười. Nhưng khi Uyên chưa nói hết câu thì cô đã nghe thấy những tiếng la hét ý ới từ phía xa vọng lại. Tò mò không biết chuyện gì, cô quay đầu lại nhìn. Từ phía xa, một bầy bướm đêm hốt hoảng bỏ chạy thục mạng. Phía sau đám bướm đêm đó là một chiếc xe công an đang hú còi inh ỏi, náo động cả một con đường. Tiếng còi xe càng lớn, càng làm cho bướm đêm càng liều mạng bỏ chạy. Người đứng ở xa thì còn kịp tháo đôi giày cao gót cầm trên tay. Có người thì không kịp, vứt luôn giày dép cả túi sách, bỏ chạy lấy thân. Uyên thấy vậy liền biết là công an đang đi lùa, thì cũng hớt hải, vội cuống quýt hòa vào dòng bướm đêm co giò bỏ chạy. Cả một đoạn đường đang tấp nập nhộn nhịp, thế mà trong giây lát lại trở nên bát nháo hỗn loạn. Chạy đến đoạn có ngã ba, Uyên nhanh chân bẻ lái vào một con hẻm nhỏ nằm khuất sau những tấm biển hiệu ven đường. Cũng nhờ thế, cô thoát được sự truy đuổi của công an. Biết đã thoát, cô đặt tay lên ngực thở vào nhẹ nhõm, miệng vẫn không ngừng há hốc thở dốc. Ngồi trong hẻm một lát như để chắc chắn rằng công an đã đi xa, cô mới dám trở về phòng, kết thúc một đêm mệt bở hơi mà vẫn trắng tay. Về đến phòng, Uyên chán nản nằm bệt xuống giường lim dim ngủ, bỏ mặc cho ngoài kia phố phường Sài Gòn vẫn tấp nập kẻ qua người lại. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đã dần vượt qua đỉnh của những tòa nhà cao ngất, Uyên vẫn đang ngủ say cho đến khi cô bị tiếng lộc cộc của bước chân đánh thức. Thấy Hoa đã về, cô lên tiếng hỏi. Mày về rồi đó hả? Thế nào, tối qua ấm không? Hoa bước thấp bước cao đi vào phòng với gương mặt nhăn nhúm. Ấm cái chó gì? Mẹ nó, gặp ngay cái thằng trâu bò, hùng hục cả đêm không biết mệt. Cứ như do vào vườn chuối á.
Đã thế, ơi, mệt chết đi được. Tao muốn không đi nổi nữa rồi đây nè. Uyên thấy bộ dáng của bạn thì bật cười. Chứ không phải, mày nói với tao, mày luôn thích hàng to hả? Lần này gặp hàng khủng, mày câu được ước thấy rồi còn gì nữa. Ê, thôi thôi đi mày ơi, một lần là tao tởn đến già rồi. Ôi già. Ủa chứ đêm qua mày có được cút nào không? Mà sáng ra còn ngủ trương thay vậy. Uyên đang ngái ngủ nghe Hòa hỏi, đáp lại với giọng chán nản. Ơi, tối qua mày vừa đi đó là công an đi lùa. Tao phải dắt chân lên cổ mới chạy được về đây đó. Xui bỏ mẹ. Dứt lời cả hai cười lên ha hả, như chẳng có chuyện gì. Dường như đối với họ, những chuyện như vậy là thường tình. Thứ mà họ quan tâm lúc này có lẽ đơn giản chỉ là sự thoải mái trong tâm can. Thực ra cả hai đã xem nhau như chị em ruột. Và cũng chỉ có những lúc ở cạnh nhau, họ mới cảm thấy thoải mái mà nhẹ lòng cười như vậy. Trái ngược với không khí vui vẻ trong căn phòng chật hẹp của hai người, thì ở một nơi nào đó giữa lòng Sài Thành, trong một căn biệt thự rộng lớn sang trọng, là sự căng thẳng đến ngột ngạt. Mày nói mau, mày giấu viên kim cương ở đâu? Khanh với bộ dạng bầm dập tả tơi, trên người bê bết những vết thương lớn nhỏ, thậm chí những dòng máu tươi trên đầu vẫn không ngừng chảy xuống, thấm đẫm gương mặt. Khanh bị đánh đến mức nằm gục, quằn quại dưới nền nhà. Thế nhưng người đàn ông đứng bên cạnh hắn dường như vẫn không có ý định buông tha. Hắn nắm tóc giật, buộc Khanh phải quỳ gối. Đối diện Khanh lúc này là một người đàn ông với phong cách ăn mặc rất sang trọng, miệng ngậm một cái tẩu thuốc phì phèo. Người đàn ông thấy thế liền đưa tay ra hiệu cho tên đang nắm tóc Khanh dừng lại. Đoạn ông tiến về phía Khanh rồi thổi một làn khói thuốc vào mặt gã, nói với chất giọng nhẹ nhàng. Chú theo anh cũng đã lâu rồi, đã bao giờ anh để chú mày thiệt thòi đâu mà lại làm ra cái chuyện đó. Người đàn ông lại rít thêm một hơi thuốc, im lặng trong chốc lát như đắn đo, rồi nói tiếp. Thôi được rồi, thế này nha, chú em cứ nói ra nơi cất giấu viên kim cương đi. Anh hứa là sẽ không làm gì chú, thậm chí anh sẽ cho chú một số tiền đủ để chú làm ăn. Chú thấy thế nào? Khanh nghe vậy thì thều thào đáp. Ông nói thật không? Ấy, sao chú lại hỏi như thế? Anh là Long, là người nắm giữ hơn một nửa cái Sài Gòn này, mà phải lừa chú hay sao? Long vốn là một trùm giang hồ, chuyên làm những chuyện phi pháp như bảo kê buôn người, ma túy và cả buôn lậu đá quý từ biên giới. Khanh cũng theo hắn được một khoảng thời gian, nên Khanh thừa biết sự độc ác tàn nhẫn của Long. Khanh hiểu nếu bây giờ mình nói ra nơi cất giấu viên kim cương thì mình sẽ không còn cơ hội để sống. Gã đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Long, nhếch môi cười rồi nói. Ông nghĩ tôi là thằng ngu hả? Nếu bây giờ tôi nói ra thì thằng chó này nó sẽ cắt cổ tôi trong vòng một nốt nhạc. Ông có giỏi thì giết tôi đi, nhưng đừng có mơ tưởng là sẽ lấy lại được viên kim cương đó. Ông Long thấy thái độ cứng rắn liều mạng của Khanh thì cũng không tức giận, lại gật đầu cười cười rồi nói. Chú em mày bản lĩnh lắm, như thế mới là đàn em của Long chính ngón này chứ. Ờ, thế bây giờ chú muốn thế nào? Muốn giết thì cứ giết, đừng có lôi thôi. Ông Long bây giờ không giữ được bình tĩnh nữa mà gằn giọng. Mày nghĩ tao không dám lấy cái mạng chó của mày sao? Lúc vừa dứt câu thì cũng là lúc ông Long đưa tay vớ lấy chai rượu ngoại ở trên bàn, đập thẳng vào đầu Khanh. Tiếng loảng xoảng của thủy tinh vỡ cũng theo đó vang lên. Sau cú đập, Khanh lập tức ngã quỵ, máu me chảy ra lênh láng ướt đẫm cả khuôn mặt. Tên Long ném cái cổ chai trên tay rồi hất hàm về phía đàn em. Mau thu dọn đi, sau đó cho người điều tra hết tất cả những mối quan hệ của nó.
và cả những nơi nó từng đến trong một tuần qua cho tao. Tên đàn em quấn quýt vâng dạ, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài gọi người thu dọn bãi chiến trường. À mà khoan. Ông Long gọi tên đàn em lại, rồi ghé sát vào tai hắn thì thầm gì đó. Chỉ thấy tên đàn em gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng rời đi. Trở lại với căn phòng chật hẹp của Uyên và Hoa, thì cả hai vẫn đang nằm trên chiếc đệm mỏng manh mà nghỉ ngơi. Hoa bây giờ đang nằm cầm cái điện thoại lướt lướt. Rồi bất chợt cô há hốc mồm kinh hãi khi vô tình đọc được một tờ báo. Quay qua Uyên, Hoa lập tức chìa cái điện thoại ra. Ờ, nè nè, lại có người bị giết nè, lại còn ở ngay gần đây nữa. Uyên nghe vậy thì cũng đưa mắt liếc qua. Đoạn cô nhíu mày như nhận ra điều gì đó. Cẩn thận suy nghĩ, cô mới nhớ lại cái bản tin mà hôm nọ mình đã nghe trên tivi. Không phải là nạn nhân bị phân xác thành nhiều mảnh đó chứ? Hoa tỏ vẻ ngạc nhiên đáp. Ờ, sao mày biết? Đúng là nạn nhân bị xẻ thịt rồi đem đi vứt ở khắp nơi đó. Nói đến đây, cả hai bất giác cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Uyên kể lại bản tin mà mình nghe được cách đó vài ngày. Nghe cô kể, Hoa lại càng thêm sợ hãi. Đúng là độc ác, biến thái mà. Đã giết người rồi, còn cắt đứt tay chân nữa. Ôi, dục khắp nơi luôn. Loại người đó mà chết đi thì phải đày xuống 36 tầng địa ngục, chưa có trả hết nghiệp nữa. Thôi đi cô nương, hôm nay mày lại còn tin vào nhân quả báo ứng nữa đó hả? Dậy thay đồ đi kiếm cơm kìa, ở đó mà ba qua. Thế rồi cả hai lại loay hoay trang điểm, tô son chuẩn bị cho một đêm thác loạn mới. Họ vẫn vui tươi cười đùa mà không hề biết rằng bản thân mình đang dính vào một rắc rối kinh hoàng. Thưa đại ca, đây là danh sách của tất cả những người mà tên Khanh tiếp xúc và cả những nơi hắn đã đến nữa. Ông Long cầm tờ giấy trên tay, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Được rồi, mày ra ngoài đi. Nhìn một lượt hết tờ giấy, ông Long cầm lấy chiếc điện thoại lên, bấm bấm theo một dãy số được ghi trên đó. Rất nhanh, ông ta đã nghe thấy tiếng của một cô gái vang lên ở đầu dây bên kia. Alo, Quyên xin nghe hả? Ờ, em đi khách phải không? À, dạ. Thế em có chịu đi đến chỗ anh không? Phía bên đầu dây, Uyên nghe vậy thì ngập ngừng suy nghĩ. Một hồi lâu cô hỏi lại. Ờ, ý anh là đến nhà anh hay là... Ờ, ấy không không. Anh nói là đến quán bar thôi. Chứ về nhà anh á, để con cọp cái nó sai anh ra làm chả hả? Uyên nghe vậy thì phì cười, như gạt bỏ được sự hồ nghi. Đoạn cô đáp. Dạ nếu gì được, anh cứ nhắn địa chỉ đi, 30 phút nữa em qua. Hoa thấy Uyên đã tắt máy, bây giờ mới lên tiếng. Chà, dạo này mày trúng ha, toàn gặp khách sộp thôi. Uyên đang vui vì nhận được kèo thơm, nên cũng không ngại mà đùa giỡn. Miệng nói, mà hai tay cứ đưa lên ngực liên tục xoa xoa. Thì tại hàng tao ngon. Trời, bữa Việt Nam chất lượng là Nhật Bản. Thế thì sao mà bọn nó không mê cho được. Xì, hạng của mày so với tao, mày chỉ là hai trái tắc thôi đó con. Uyên biểu môi, rồi cả hai lại vui vẻ trêu đùa. Cho đến khi tiếng chửi rủa inh ỏi của Tú Bào vọng vào, cả hai cùng im bặt, vì họ thừa biết sự ghê gớm của mụ này. Bà ta ức lên là sắn mồm lên chửi từ sáng đến trưa. Ăn cơm chưa xong, bà lại khơi ra chửi tiếp cho đến tối. Bên ngoài đèn đường đã chói sáng từ khi nào. Uyên mắt nhìn vào địa chỉ được gửi trong tin nhắn. Tài vẫy một chiếc taxi đang thấp thoáng ở phía xa. Sau gần 30 phút thì cuối cùng chiếc taxi cũng đã dừng lại trước một tòa nhà lụp xụp. Uyên bước xuống xe, dò xem để chắc chắn là địa chỉ này. Cô đưa mắt nhìn lên. Phía trên tấm bảng hiệu còn treo một cái lồng đèn màu đỏ. Cô mỉm cười rồi thong thả bước vào. Bởi vì Uyên biết nơi đây không chỉ là một tiệm cà phê thông thường, mà thật ra bên trong đó
còn chứa đựng nhiều thứ mà chỉ những dân chơi đích thực mới biết. Vừa bước vào tiệm cà phê, thì Uyên đã tiến thẳng đến quầy lễ tân rồi nhỏ giọng. Bàn số 5. Nghe Uyên nói thế, tay phục vụ biết ngay. Bởi lẽ đó cũng chính là ám hiệu của nơi này. Uyên cũng chỉ biết được điều đó qua tin nhắn của gã khách đã hẹn cô từ chiều. Tay phục vụ gật đầu rồi ra dấu mời cô đi vào một con đường luồn u tối chật hẹp. Cô cứ thế men theo cái ánh sáng mờ nhạt của những bóng đèn dây led cho tới khi cô đứng trước một cánh cửa. Đưa tay đẩy cánh cửa, Uyên lập tức bị bầu không khí bên trong làm cho choáng ngợp. Đối lập với khung cảnh yên ả bên ngoài, ở đây tất cả mọi thứ giống như một hộp đêm khổng lồ. Có ánh sáng, có âm nhạc, có cả tiếng hò reo inh ỏi của những vị khách làng chơi. Sau một phút định thần, Uyên mới tìm đến bàn số 5. Vừa tới nơi, Uyên đã thấy một người đàn ông đang ngồi uống rượu một mình. Thấy Uyên đến, người đàn ông ấy tỏ vẻ lịch lãm đứng dậy, mời cô ngồi xuống, đoạn búng tay gọi phục vụ. Thoáng chốc, Uyên đã kinh ngạc về độ chịu chơi của vị khách lạ mặt. Từ trước đến nay, Uyên chưa từng gặp một lão khách nào vừa hào phóng lại vừa lịch thiệp. Cô cứ nghĩ những người đàn ông trung niên kiểu như lão thì đều bị vợ trấn lột hết tiền, làm gì còn của mà ăn chơi mạnh tay. Uyên thầm nghĩ trong đầu, phen này mình vớ được gã đại gia rồi, cố mà bòn rút được chừng nào thì hay chừng đó. Nghĩ là thế nên Uyên nhanh chóng nở ra một nụ cười thật tươi. Cô không lập tức tiến tới sổ sàng, mong cho nhanh xong chuyện như những vị khách bình thường khác. Cô tự tốn, cố tỏ vẻ quý phái như một quý bà thực thụ. Với kinh nghiệm hơn 5 năm trong nghề, cô thừa hiểu sở thích của những lão già này. Người đàn ông rót một ly rượu, rồi đưa về Uyên ngỏ lời mời. Uyên bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt và bộ dáng của gã. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng, trên môi luôn nở nụ cười. Nhưng điều Uyên cảm thấy kỳ lạ là dù người đàn ông trước mặt cô đang cười, trong nụ cười đó dường như cô cảm nhận thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Người đàn ông thấy Uyên có vẻ ngại ngần thì lên tiếng hỏi. Em làm sao vậy? Hay là em không thích hương vị của loại rượu này? Dạ không không. Uyên vội vã xua tay đáp. Cô cũng cầm lấy ly rượu đưa lên môi nhấm nháp, mà không hề hay biết ánh mắt của người đàn ông đang đanh lại đầy sát khí. Người đàn ông ấy chính là Long, tên trộm giang hồ được người người nể sợ. Thậm chí ngay cả cái quán bar này cũng thuộc quyền sở hữu của gã. Sợi dây chuyền trên cổ của em đẹp thiệt đó. Em mua ở đâu vậy? Uyên bất ngờ nghe Long hỏi, thì theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ. Đoạn cô cười cười, không hay biết gì mà thật thà đáp. Là một người bạn tặng cho em gần đây thôi. Nó cũng chẳng đáng gì so với ly rượu mà chúng ta đang uống cả. Em có thể cho anh xem qua cái sợi dây chuyền đó được không? Uyên thấy phản ứng của ông Long có vẻ khá thích thú với sợi dây chuyền của mình thì lấy làm lạ. Một người đàn ông giàu có sang trọng như thế lại để ý đến một sợi dây chuyền vàng tầm thường, cả về giá trị lẫn thẩm mỹ. Mặc dù thấy lạ, nhưng Uyên vẫn tháo sợi dây chuyền đưa cho ông ta. Đón lấy sợi dây chuyền, ông Long chậm rãi dò xét. Đoạn ông lên tiếng, ngỏ ý muốn mua lại sợi dây chuyền với giá cao. Anh muốn mua lại sợi dây chuyền này có được không? Thấy Uyên có vẻ khó hiểu, ông Long cười cười rồi nói. Tại vì sắp đến sinh nhật vợ anh, mà anh lại chưa biết phải tặng cho cô ấy cái gì. Tình cờ anh lại thấy thích sợi dây chuyền này cho nên mới ngỏ ý như vậy. Không biết ý em thế nào. Uyên dù sao cũng là một cô gái từng trải, đã ra đời mưu sinh từ năm 15 tuổi, nên cô biết tất cả những lời nói của gã đều là giả dối. Cô nhíu mày không biết ý đồ thực sự của gã đàn ông trước mặt mình là gì. Rồi bỗng nhiên một suy nghĩ thoáng qua trong đầu.
cô chợt nhớ lại cái khoảnh khắc Khanh tặng sợi dây chuyền này cho cô. Lúc đó Khanh còn cẩn thận nhắc nhở Uyên phải luôn giữ sợi dây chuyền này bên mình. Lúc đó cô thực sự không để ý đến những lời nói tưởng chừng vô lý đó. Nhưng đến hiện tại, cô mới cẩn thận suy nghĩ lại. Cô thầm nghĩ, biết đâu sợi dây chuyền này lại có một thứ gì đó đặc biệt, nên mới thu hút sự chú ý của gã nhà giàu trước mặt. Nếu vậy thì nhất quyết không nên bán nó, dù sao hiện tại mình cũng không túng thiếu gì. Nghĩ là vậy, Uyên nở nụ cười gượng gạo đáp. Dạ thật là ngại quá. Sợi dây chuyền này đó là của một người bạn thân tặng cho em, cho nên là em không có thể bán được. Nếu mà anh thích kiểu dáng này á, thì anh chụp hình lại đi, rồi anh đặt người ta làm mẫu giống vậy cũng được. Em nghĩ việc đó không có nằm ngoài khả năng của anh mà, đúng không? Ông Long nghe vậy thì nụ cười trên môi thoáng vụt tắt. Nhưng trong giây lát, ông ta trở về với bộ dáng thân thiện ban nãy, rồi đáp. Nếu em nói vậy thì anh không ép. Thật xin lỗi, mong em đừng giận. Không sao đâu ạ. Thôi mình cạn nhanh. Uyên nâng ly rượu xà vào lòng Long, tay kia thì không quên mò mẫm khắp cơ thể hắn. Long cũng tỏ ra thoải mái, vẻ hưởng thụ. Nhưng thật ra trong đầu hắn đang ấp ủ một kế hoạch tàn độc khác. Trong cái không gian nhộn nhịp ầm ĩ của quán bar, Uyên cùng tên Long cạn hết từ ly rượu này đến ly rượu khác. Cho đến khi Uyên đã bắt đầu cảm thấy choáng váng trong hơi men, thì cả hai mới chịu ra về. Uyên nói lời từ biệt cùng vị khách giàu sang lạ mặt. Bước ra khỏi cửa quán bar, Uyên nhìn số tiền kiếm được trên tay mà nhếch môi cười. Quay đầu nhìn khắp nơi tìm một chiếc taxi hay xe ôm gì đó để trở về. Uyên chợt nhận ra ngoài đường bây giờ đã vắng tanh, không một bóng người. Cô khẽ cúi đầu nhìn xuống cái đồng hồ đang đeo trên tay mà lẩm bẩm. Đã 2 giờ sáng rồi hả? Giờ này làm gì còn xe mà về. Đang loay hoay không biết làm sao thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Nhìn vào màn hình, cô thấy là số của Hoa. Cô bấm nghe rồi đáp với giọng say xỉn. Này, tối nay mày đi đêm đấy à? Sao không thấy báo trước hả? Làm tao đợi cửa cả đêm đây này. Không, tao đang đi về, nhưng mà không có bắt được xe. Có khi tao đi bộ về quá. Mày ngủ trước đi, không có cần đợi. Thế mày đang ở đâu? Để tao mượn xe qua chở về. Mày say thế kia thì nhớ đường về thế quái nào được. Tắt máy, Uyên nhắn tin địa chỉ của mình rồi loạng choạng bước đi trong cái hơi men vẫn đang sọc lên óc, khiến mắt cô cứ hoa lên từng chập. Dưới ánh đèn vàng vọt của những bóng đèn đường, làm chiếc bóng của cô cứ in hằn rồi trải dài trên mặt đường phẳng lặng. Uyên cứ thế bước đi, nhưng mới đi được một đoạn, cô có cảm giác giống như ai đó đang đi theo phía sau lưng mình. Mặc dù đang say, nhưng cô tuyệt đối tin vào cảm giác của mình. Uyên lập tức quay đầu lại nhìn, nhưng cô chẳng thấy có bất cứ ai, thậm chí đến một chiếc xe đi qua đường cũng chẳng có. Cô bất chợt cảm thấy lạnh lạnh. Cô không biết là do những cơn gió đêm vô tình thổi qua, hay là do trong lòng cô đang dấy lên một nỗi bất an nào đó mà khiến cho sống lưng cô khẽ nhúng lạnh. Uyên đưa ánh mắt như dò xét hết cảnh vật xung quanh. Rồi bất chợt cô nhận ra, Sài Gòn hôm nay lạnh lẽo đến lạ lùng. Thường ngày giờ này, trên phố vẫn có thưa thớt người qua kẻ lại. Nhưng hôm nay cả một đoạn đường dài, chỉ duy nhất có một mình cô lẻ bóng. Rồi bất chợt, Uyên lại vô tình nhớ lại cái bản tin nói về tên sát nhân biến thái chết tiệt kia. Cô bắt đầu sợ. Dường như nỗi sợ hãi đã phần nào đè nén được cơn say. Nhịp bước của Uyên bắt đầu trở nên vội vã hơn. Cô cứ thế lầm lũi đi, cố gắng bước đi thật nhanh qua đoạn đường vắng lặng.
Nhưng Uyên không hề hay biết phía sau cô, một cái bóng đen cao lớn đang đưa mắt sắc lẹm nhìn cô chậm chậm. Phía bên kia, Hòa cũng ra sức vít ga, vội vàng đến địa chỉ mà Uyên đã gửi. Hòa biết bạn mình đang phải ở một mình. Trong tâm can cô thừa hiểu giờ này, một cô gái yếu ớt đi lại ngoài đường với bộ dạng say khướt sẽ gặp phải những chuyện gì. Hòa lao nhanh qua những con đường phố thị, rồi đột nhiên hốt hoảng, vội đạp phanh khi cô nhìn thấy một ai đó nằm chắn ngang đường. Trong đầu Hòa cứ đinh ninh là có thể người kia vừa gặp tai nạn nên mới nằm ở đó. Cô cũng không biết là người kia liệu có còn sống hay không, bởi vì người đó cứ nằm bất động, không chút cựa quậy. Bất chợt cô cảm thấy rùng mình. Suy nghĩ trong đầu khiến tay chân cô bắt đầu run lên bần bật. Hòa bị cơn sợ hãi thúc giục, đang định rời đi thì bất ngờ cô lại nghe tiếng rên rỉ của người kia vang lên. Có ai ở đó không? Giúp tội với. Hòa nghe tiếng rên la đau đớn thì nỗi sợ trong lòng cũng phần nào được buông xuống. Bởi lẽ cô biết người kia vẫn chưa chết. Hòa lập tức chạy lại, nhận thấy trước mặt là một người đàn ông đã trạc tuổi thì cất tiếng hỏi. Chú ơi chú có làm sao không chú? Nhưng câu nói của cô vừa dứt, cũng là lúc cô cảm nhận thấy một cơn đau nhói truyền tới. Cơn đau khủng khiếp làm cô choáng váng, đôi mắt nặng dần rồi từ từ đóng sầm lại. Cái hình ảnh cuối cùng mà Hoa nhìn thấy là dáng người cao gầy của một người đàn ông. Trên tay còn cầm một cái gậy vẫn đang tông tổng nhỏ máu. Người đàn ông đứng đó dùng ánh mắt của loài ác quỷ nhìn Hoa, quát cái miệng lên cười hình hệt. Một nụ cười chết chóc khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải thoáng sợ hãi rợn người. Hắn bắt đầu bế thốc thân thể Hoa lên, rồi đặt gác ngang qua yên xe của chính cô. Sau đó nổ máy phóng đi, biến mất ở cuối con đường u tối. Cùng lúc đó, Uyên vẫn đang cố rảo bước thật nhanh. Dường như cô cảm nhận được có một sự nguy hiểm nào đó đang trực chờ mình ở ngay phía sau. Nếu bây giờ cô dừng lại thì có lẽ lập tức sẽ bị thứ đó nuốt chửng ngay tức khắc. Uyên bước mà mắt vẫn liên tục nhìn về phía trước, như trông đợi hình bóng của Hoa. Chốc chốc cô lại quay đầu, như thể chắc chắn rằng phía sau mình không có ai khác. Uyên đợi mãi, đã hơn 30 phút trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng của cô ấy. Bình thường từ chỗ cô đến đây chỉ mất độ hơn 20 phút. Uyên bắt đầu cảm thấy lo lắng thực sự. Rồi đột nhiên từ phía sau cô xuất hiện một cái bóng đen chạy vụt qua. Cái bóng đó lướt qua người rồi đưa tay cố giật lấy sợi dây chuyền vàng mà cô đang đeo trên cổ. Uyên dù đang ở thế bị động, nhưng từ nãy đến giờ cô luôn ở trạng thái cảnh giác nên cũng phản xạ lại rất nhanh. Uyên kịp nắm lấy chiếc nón của cái áo khoác đen mà người kia đang mặc. Cô ra sức giằng co, cố kéo tên cướp lại, miệng không quên kêu cứu. Tên cướp bị níu kéo, lại thêm tiếng trì hô của Uyên ngày một lớn, khiến hắn thoáng sợ hãi. Như bị ép vào đường cùng, tên cướp ngay lập tức rút từ trong túi ra một con dao, rồi quay người lại không chần chừ đâm thẳng vào người Uyên. Mũi dao cắm đến phập bụng. Uyên lập tức cảm thấy một cơn đau tê tái ập đến, khiến cô dần khuỵu xuống. Nhưng trong khi ngã quỵ, cô vẫn cố được cánh tay yếu ớt kéo cái khẩu trang đang che trên mặt tên cướp tàn ác. Chiếc khẩu trang rơi ra, giúp Uyên nhìn rõ được khuôn mặt người đối diện. Uyên thở dốc vì cơn đau, khó khăn lắm mới thều thào được vài tiếng. Là mày. Dứt câu cũng là lúc Uyên đổ gục xuống nền đường lạnh lẽo. Dưới sự chiếu sáng của những bóng đèn đường vàng vọt, những dòng máu đỏ tươi vẫn còn đang ấm nóng của Uyên đã chảy động thành vũng.
tên sát nhân vẫn đứng đó, trên gương mặt không giấu hết được sự căng thẳng. Hắn giáo giác nhìn xung quanh như để chắc chắn là không có ai nhìn thấy. Đoạn hắn ôm lấy cái xác của Uyên rồi lách người qua những con hẻm, sau đó biến mất vào bóng tối mịt mờ, trả lại cho con đường một vẻ trống vắng hiu quạnh lúc về khuya. Cùng lúc đó, trong một căn phòng u tối, bên trong căn phòng thậm chí còn tối hơn cả chính màn đêm bao phủ ở bên ngoài kia. Tiếng la hét của Hoa cứ vang vọng trong bóng tối âm u, cho đến khi Hoa nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp của một ai đó. Cô cảm nhận dường như người đó đang bước đến gần, thì lại càng ra sức kêu cứu. Nhưng tia hy vọng cuối cùng lập tức bị dập tắt, bởi vì Hoa nhận ra dưới ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn cầy chính là khuôn mặt của người đàn ông đã đánh ngất cô trên đường. Hoa la hét trong hoảng sợ. Không, tha cho tôi đi. Có ai không? Có ai không? Đáp lại những giọt nước mắt và tiếng hét trong hoảng sợ của Hoa là một giọng cười có phần khả ố. Hét đi, hét to lên, dùng hết sức lực của mày mà hét đi, để xem có ai đến đây mà cứu mày không. Không, đừng có tiến lại gần tôi. Tha cho tôi đi. Tôi và ông không có quen nhau. Phải rồi, ông cần tiền có đúng không? Tôi có tiền nè. Ông muốn bao nhiêu cũng được. Ông hãy tha cho tôi đi, tôi xin ông đó. Người đàn ông lại cười phá lên. Nụ cười chứa đựng sự chết chóc cứ vang vọng khắp căn phòng, càng làm cho không gian trở nên kinh dị, rợn người. Vừa cười, hắn vừa bước đến gần hơn về phía Hoa. Ánh đèn le lói phản chiếu trên gương mặt. Bất chợt, Hoa lại càng kinh hãi khi cô nhận ra gương mặt ấy chính là gương mặt của tên sát nhân mà cô đã đọc trên báo 2 ngày trước. Tên sát nhân đã giết hại hơn 5 mạng người, kẻ máu lạnh đã xẻ thịt của những cô gái phân tán đi khắp nơi. Ngay giây phút Hoa nhận ra gương mặt ấy cũng là lúc cô cảm thấy tuyệt vọng nhất. Hoa bắt đầu nhớ về những thứ mà cô đã đọc được, khiến da đầu cô tê dại đi. Ngay lúc ấy cô ước rằng mình có thể lập tức chết đi để có thể thoát khỏi nanh vuốt của kẻ máu lạnh. Hoa cố gắng giãy đạp, miệng càng la hét trong tuyệt vọng. Thà hả? Những con đàn bà lăng loạn như chúng mày không đáng được tha thứ. Để tao kể cho mày nghe, ngày xưa đó tao cũng tin vào bọn chó cái chúng mày, cũng từng có một gia đình yên ấm cùng chúng mày hạnh phúc với 2 đứa con. Nhưng thế thì đã sao? Dù tao cho chúng mày sống trong nhung lụa, trong sự giàu sang phú quý, rồi cuối cùng chúng mày vẫn phản bội tao, thậm chí còn sắp đặt giết chết 2 đứa con của tao. Đến 2 đứa con của chúng mày đứt ruột đẻ ra mà chúng mày còn nỡ giết, thì thử hỏi đám chó cái chúng mày có đáng sống hay không? Hả? Có đáng sống hay không? Tên sát nhân gằn giọng, những tiếng nói cứ rít qua kẽ răng khiến cho Hoa nức nở. Nhưng tôi không phải là vợ ông. Ông nhận nhầm người rồi. Tao biết hết. Nhưng thế thì đã sao? Đám chúng mày tao sẽ giết hết. Giết hết tất cả. Không, xin ông đó, ông tha cho tôi đi. Tên sát nhân lại há miệng cười lên man rợ, đoạn đáp. Được, tao sẽ cho mày một cơ hội. Vừa nói, hắn vừa đưa tay chỉ về phía một cái bể tắm khá lớn được đặt ngay phía sau lưng Hoa. Mày có thấy cái bồn tắm kia không? Tao sẽ dứt cái chìa khóa xích chân mày vào đó. Nếu trong 2 phút mà mày mò được thì có thể tự mở khóa mà chạy đi. Thế nào? Ok nha. Không đợi Hoa kịp trả lời, hắn đã dùng một sợi dây xích trói chặt chân Hoa lại, rồi mở trói trên tay cô ta.
Rồi hắn lúc lắc chiếc chìa khóa trước mặt Hoa, nhắm hướng cái bồn tắm ném thẳng vào đó. Chiếc chìa khóa vừa rơi vào bồn tắm, Hoa lập tức nhảy như điên về phía ấy. Nhưng vừa nhảy lò cò tới nơi, chưa kịp thò tay xuống mò thì Hoa đã phải cúi người gặp bụng nôn ọe. Bởi vì ngay trước mắt cô, trong cái ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn cầy, là nguyên một cái bồn tắm với vô số giòi bọ đang bò lúc nhúc. Những bộ phận cơ thể người đã bị băm nát nổi lên bền khắp nơi. Nào là tay chân ruột gan phèo phổi, thậm chí còn có một cái đầu lâu với đôi con người trắng giả trợn lên đang nhìn Hoa. Kèm theo cái cảnh tượng rùng rợn ấy là một mùi hôi thối đến tởm lợm bốc lên nồng nặc. Hoa muốn hét lên nhưng cổ họng đã nghẹn cứng vì sợ hãi. Đôi chân Hoa vô thức lùi lại. Nhưng bất ngờ tên sát nhân lại nắm lấy tóc cô, dí thẳng áp sát vào bồn tắm, rồi cười như điên dại. mò đi chứ. Chẳng phải lúc nãy đó mày cầu xin tao cho mày một cơ hội sao? Mày còn đúng một phút để tự cứu lấy mạng mình đó. Hoa vẫn đang trong cơn sợ hãi tột độ. Nhưng trong hoàn cảnh cận kề cái chết này, thì sự ham muốn sống của cô lại trỗi dậy. Cô từ từ bước từng bước tiến về phía cái bồn tắm chứa đầy những bộ phận cơ thể người đang thối rữa. Đôi tay cô vừa chạm đến mặt nước đỏ thẫm thì đã bị những con giòi trắng múp bu đầy bàn tay, khiến cô kinh hãi lập tức rụt tay lại. Tên sát nhân đứng bên cạnh chứng kiến nỗi sợ hãi mà Hoa đang gặp. Hắn cười lên tỏ vẻ hưng phấn. Nhanh lên, mày còn 45 giây nữa thôi đó. Bị thúc giục, khát khao được sống thôi thúc, khiến cô điên cuồng bắt đầu mò mẫm. Hoa cảm thấy một tay không đủ, nên đưa luôn cánh tay còn lại vào, ra sức tìm kiếm chiếc chìa khóa. Bên cạnh tiếng đếm của tên sát nhân vẫn đều đặn vang lên. 30 giây, 20 giây, 10 giây, 3, 2, 1, hết giờ. Hoa mặc kệ cho tiếng báo hiệu hết giờ của gã sát nhân liên tục vang lên, mà tiếp tục mò mẫm như điên dại. Đoạn Hoa nhảy luôn vào cái bồn tắm kinh dị đó. Nhưng vì đôi chân cô vẫn đang bị xích, nên Hoa chẳng thể giữ được thăng bằng mà ngã nhào vào bên trong. Đang xen trong cái tiếng cười man rợ của người đàn ông tàn ác là tiếng khóc lóc kêu gào thảm thiết. Một lát sau khi cảm thấy đã thỏa mãn, tên sát nhân tiến lại gần cái bồn tắm nhếch môi cười, trên tay lúc lắc một cái gì đó nho nhỏ trắng bạc. Có phải cô em đang tìm cái này không? Hoa ngẩng đầu lên thì nhận ra đó chính là chiếc chìa khóa mà cô muốn tìm. Chợt như Hoa ý thức ra được điều gì, cô gào lên. Mày lừa tao. Đồ chó, mày lừa tao. Mày đừng có trách tao, mà hãy trách mày quá ngây thơ. Ngay từ đầu tao đã nói, bọn chó chúng mày không đáng được tha thứ rồi cơ mà. Nói dứt câu, gã đàn ông túm lấy tóc Hoa mà kéo mạnh. Cú kéo mạnh đến nỗi khiến Hoa ngã dúi dụi. Mặc kệ cho tiếng kêu gào của Hoa vẫn vang lên thảm thiết, tên sát nhân kia vẫn kéo lê cô dưới sàn nhà lạnh ngắt. Hoa vùng vẫy, cố thoát khỏi đôi cánh tay cứng cỏi của tên sát nhân. Nhưng cho dù Hoa có cố gắng cách mấy, thì đôi cánh tay ấy vẫn không chịu buông tha. Cô cứ thế giãy giụa cho đến khi sức lực dần cạn kiệt, rồi buông thõng cam chịu. Tên sát nhân trói chặt tay chân Hoa lại thành hình chữ thập, rồi đứng trước mặt cô mà ngắm nhìn. Cái ánh mắt của hắn lúc đó giống như một người họa sĩ đang ngắm nhìn lại bức tranh nghệ thuật mà mình vừa vẽ ra. Đoạn hắn gật đầu hài lòng, rồi không nói gì, quay lưng đi về phía một chiếc bàn nhỏ. Trên chiếc bàn gỗ đã ngã màu máu là những con dao, những chiếc búa, chiếc cưa sáng loáng. Hoa bây giờ đã hoàn toàn kiệt sức,
Dù cô rất muốn hét lên kêu cứu, nhưng dường như cổ họng đã bị thứ gì đó chặn lại nghẹn ứ. Cô bây giờ chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng. Cô ngẩng đầu đưa ánh mắt nhìn về phía tên sát nhân. Hòa thấy gã đang ngắm nghía rất kỹ những con dao. Đoạn cô thấy hắn quay lại phía mình, trên tay cầm một con dao sắc nhọn. Hắn cứ lầm lũi tiến lại, lạnh lùng đưa con dao lên, bắt đầu khứa từng thớ thịt ở những vị trí khớp xương của cô. Hòa đầu đớn tột độ, cố vùng vẫy trong tuyệt vọng. Đôi bàn tay bằng chân cô đã hằn lên những vết đỏ do bị trói chặt. Tên sát nhân mặc kệ tất cả, gương mặt hắn bây giờ lạnh lùng đến lãnh khốc. Hắn không nói một lời, đôi mắt thì chăm chú vào những đường dao ngọt liệm. Dường như Hòa đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Cô liệm dần vào cơn mê. Cuối cùng cô không biết gì nữa, nằm bất động, mặc cho gã sát nhân tùy ý xẻ thịt mình thành từng mảnh. Ngoài kia, những ánh dương đầu tiên đã hé lộ. Xa xa những ngọn cây dầu cổ thụ được trồng hai bên vệ đường vẫn cố vươn mình đón nắng. Có lẽ đối với chúng, những tia nắng kia chính là nguồn sống, là động lực thúc đẩy chúng vươn lên. Giống như những mảnh đời khốn khổ luôn khát khao về thứ gọi là ánh sáng của mặt trời. Sáng hôm đó cũng giống như tất cả những buổi sáng ở Sài Thành, vẫn tấp nập người qua kẻ lại. Nhưng tất cả bọn họ dường như không nhận ra Sài Gòn này đã vĩnh viễn vắng bóng của hai cô gái khổ mệnh. Hôm nay lại ghi nhận thêm hai nạn nhân nữ bị sát hại tại khu vực quận 9. Hai nạn nhân được nhận diện là Nguyễn Thị Kiều Hoa và Trần Thị Phương Uyên. Cả hai đều 24 tuổi và cùng trú ngụ tại một căn trọ ở quận 9. Vẫn như những vụ khác, xác của hai nạn nhân đều bị xẻ thành nhiều mảnh rồi đem vứt ở khắp nơi. Bên cảnh sát cho hay đây là vụ thảm án thứ 6 mà tên sát nhân hàng loạt kia gây ra. Hiện tại bên công an vẫn ráo riết điều tra, nhưng vẫn chưa có manh mối gì. Tiếng đập bàn của ông Phúc, trưởng đồn công an thành phố vang lên, kèm theo là tiếng quát. Các anh các chị làm việc như thế sao? Đây đã là nạn nhân thứ 6 bị sát hại rồi, mà các cậu vẫn chưa tìm ra manh mối. Thậm chí đến một nghi phạm cũng không có. Các anh các chị đều là những người lão luyện trong nghề, vậy mà lại để cho một tên tội phạm xỏ mũi dắt đi khắp nơi như vậy sao? Cậu Hải, mà báo cáo lại tất cả những gì mà cậu biết cho mọi người cùng nghe. Tôi không tin với chừng này có người ngồi đây mà không tìm ra được manh mối gì. Ngay lập tức một đồng chí công an bước lên. Người này có tên là Hải, một cán bộ hình sự xuất sắc của cục. Hải năm nay mới chừng 30 tuổi, nhưng đã phá rất nhiều vụ án lớn và cũng chiếm được sự tin tưởng rất lớn của ông Phúc. Hải tiến lên bục, đưa những tấm hình hiện trường trình chiếu lên cho mọi người cùng nhau quan sát. Đây là ảnh của tất cả những mảnh thi thể được tìm thấy của các nạn nhân. Tất cả đều giống nhau. Những đường dao cực kỳ dứt khoát và sắc bén. Có một điểm chung khác của các nạn nhân là những trang sức trên người họ, bao gồm túi xách điện thoại đều còn nguyên, chứng tỏ hung thủ không giết người vì mục đích cướp của. Thời gian qua, tôi cùng tổ chuyên án đã ra sức điều tra, nhưng thật sự hành vi gây án của hắn quá tinh vi. Hắn xóa hết tất cả các dấu vết, từ vân tay, móng tay của nạn nhân, đến cả một sợi tóc cũng không để lại. Vậy anh đã điều tra về những nạn nhân chưa? Giọng của một nữ trinh sát tên Trinh vang lên. Ngay sau đó là giọng điệu đồng tình của ông Phúc. Đúng vậy, ít nhất chúng ta phải biết được điểm chung nào đó của các nạn nhân, ví dụ như là tuổi tác, nghề nghiệp, hay là gu ăn mặc, kiểu tóc, vân vân. Hải lắc đầu nhìn về Trinh và mọi người rồi nói: tất cả các nạn nhân đều không có điểm chung nào, ngoại trừ việc đều ra ngoài một mình lúc đêm khuya. Cuộc họp lại đi vào bế tắc. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ. Đoạn hết cách, ông Phúc chỉ đành giao lại việc điều tra cho Trinh và Hải, rồi cho giải tán. Nhưng khi Hải và Trinh định rời đi, thì ông Phúc gọi lại rồi nói: hai người nhớ phối hợp với nhau cho thật tốt. Chú biết cả hai vẫn luôn có hiềm khích với nhau,
Nhưng hiện tại lúc này đó, ta chỉ còn biết trông cậy vào hai đứa. Theo chú thấy thì Trinh nó nói đúng đó. Chúng ta nên bắt đầu từ việc điều tra các nạn nhân gần nhất, từ đó lần mò khoanh vùng nghi vấn. Chú tin với khả năng của hai người thì chắc chắn sẽ bắt được tên sát nhân tàn ác kia về quy án. Trinh và Hải không hẹn cùng đưa ánh mắt liếc xéo nhau. Thật ra đúng như lời ông Phúc nói, Trinh và Hải vẫn thường hay cãi nhau. Tất cả cũng bởi vì tính cách của hai người đều ngang bướng, cá tính, nên không ai chịu nhường ai bao giờ. Quả thật, tài năng của cả hai là thứ không thể bàn cãi. Hai người đều nhận được huân chương xuất sắc khi mới tròn 25 tuổi. Trinh mở miệng nói, ai thèm đi hợp tác với tên ngu ngốc như anh chứ. Vậy cô nghĩ tôi thích hợp tác với cô hả? Đồ phụ nữ gì mà hung dữ như là con. Con gì? Anh có gan anh nói lại coi, con gì? Trinh ưỡn ngực, gần mặt sấn sổ về phía Hải, gắt gỏng. Hải từ trước đến nay dù cứng rắn mạnh mẽ đến đâu, nhưng dù sao thì anh vẫn là đàn ông. Mà đã là đàn ông thì luôn phải chào thua trước cái chiều lấy bưởi đè người của cánh chị em phụ nữ. Anh lắp bắp. Con... thì con mũi. Đúng rồi đó, là con mũi. Cái gì? Anh dám nói tôi là con mũi sao? Ý anh nói á là tôi suốt ngày chỉ biết bay o o rồi chu cái mỏ, chích khắp nơi chứ gì. Đó là cô nói nghe, chứ tôi... Ông Phúc thấy hai người không ai chịu nhường ai, khẽ thở dài lên tiếng. Thôi thôi thôi, cả hai có thôi ngay đi không hả? Đó là lệnh, các cô các cậu phải tuân theo. Còn bây giờ thì giải tán đi. Bị sếp quát, cả hai đành nén lại cơn giận, rồi dạ dạ vân vân rời đi. Ông Phúc đưa mắt nhìn theo, thấy hai người vẫn cứ bồ bồ cái miệng lên chửi nhau thì lắc đầu lẩm bẩm. Ơi, không biết có nên cơm nên cháo gì không nữa đây. Hải và Trinh vừa đi vừa cãi nhau chí chóe. Này, anh đừng có đi theo tôi nữa, làm ơn đi. Trời ơi, tôi ngán cái bản mặt anh lắm rồi đó. Ai thèm đi theo cô? Là tôi đi đến phòng hồ sơ, chứ theo cô hồi nào. Ai thèm đi theo con cặp cái như cô chứ. Anh... Trinh đang định đá cho Hải một cái thì anh ta đã bỏ chạy mất dạng từ khi nào. Cô đành dậm chân tức tối nhìn theo. Khi Trinh bước vào phòng lưu trữ hồ sơ thì đã thấy Hải ở đó từ bao giờ. Nhìn Hải đang lọ mọ xem đống hồ sơ về các nạn nhân, Trinh giật lấy rồi nghênh mặt nói. Hai nạn nhân mới này là của tôi. Anh lo những nạn nhân còn lại đi. Không đợi Hải kịp phản ứng, Trinh đắc ý rời đi. Trinh cầm hai bộ hồ sơ của Uyên và Hoa về phòng rồi bắt đầu tỉ mỉ đọc. Miệng lẩm bẩm. Cả hai đều là trẻ mồ côi, nhưng 15 tuổi đã rời khỏi trại trẻ, rồi bon chen ngoài xã hội để kiếm sống. Cuối cùng là bị ép vào con đường làm gái điếm. Địa điểm hoạt động là tuyến đường Cộng Hòa. Đúng là số phận hẩm hiu mà. Trinh vừa đọc vừa thở dài, chắp miệng nuối tiếc cho hai số phận bạc bẽo. Đoạn Trinh nhìn vào những tấm hình hiện trường vụ án, khẽ rùng mình. Trinh đã làm cảnh sát gần 10 năm, nhưng cô chưa bao giờ phải chứng kiến vụ án nào rợn người đến như vậy. Hung thủ ra tay cực kỳ tàn bạo, đã thế còn biến thái đến mức xẻ thịt nạn nhân đem đi vứt ở khắp nơi. Trinh nhìn lướt qua những tấm hình, rồi chợt thấy ở bên dưới còn có một đường link. Hình như là đường link Facebook của Uyên và Hoa. Trinh nhập vào máy tính, thì một địa chỉ trang cá nhân hiện ra. Trinh vần về ngón tay lướt lướt con chuột. Rồi đột nhiên cô dừng lại ở một tấm hình chụp chung của hai cô gái. Trong tấm hình, Uyên và Hoa đang tựa đầu vào nhau cười thật tươi. Lúc đó Uyên còn đưa tay vén tóc, cố để khoe sợi dây chuyền vàng óng ánh. Như nhận ra điều gì, Trinh vội xem lại hết một lượt tất cả các tấm hình hiện trường và những vật dụng cá nhân của nạn nhân còn lưu lại. Trinh cau mày khi nhận ra tất cả các tấm hình đều không có sợi dây chuyền vàng đó. Trinh vội bấm điện thoại gọi qua cho phòng khám nghiệm như để kiểm chứng. Alo, anh vô lòng kiểm tra lại tất cả các vật dụng của nạn nhân Trần Thị Phương Uyên
xem có sợi dây chuyền vàng nào không. Bên kia đầu dây vọng lại một giọng cười pha chút trêu chọc. Người đẹp trinh đó hả? Làm gì mà vội vậy? Ê, đừng chọn cấp máy, nói chuyện với tôi một tí nữa đi. Trời ơi, ở đây lạnh và cô đơn lắm. Trinh thừa biết cái giọng nói ngai ngái ở bên đầu dây không ai khác, chính là Hùng. Hùng chuyên xử lý các xác chết. Hắn là một gã có vẻ ngoài khá đẹp trai, nhưng tính cách có hơi khùng khùng một tí, hay trêu chọc các đồng nghiệp nữ trong cơ quan. Trinh biết thừa nên cũng chả buồn trả lời, trực tiếp cúp máy. Bên kia đầu dây, Hùng xị mặt, mắt nhìn vào cái điện thoại cầu nhau. Đúng là con gái đẹp luôn chánh chọe, nhờ người ta mà nói giọng cứ như mẹ thiên hạ đó. Đúng là cầu nhau như thế, nhưng đối với công việc, Hùng vẫn luôn rất nghiêm túc. Sau một hồi kiểm tra, Hùng gọi lại cho Trinh. Alo, một ly nước táo, anh báo cáo cho nghe, ok không? Không nước táo nước tiết gì hết á. Anh có tin là tôi phải xuống đó tôi đánh cho anh táo bón luôn không? Người đẹp làm gì mà nóng vậy? Thôi được rồi, thế thì dẫn cái lỗ tai lên mà nghe cho rõ đây nè. Không có nha. Ba từ cuối cùng, Hùng cố tình hét thật to vào cái điện thoại, khiến Trinh ở phía bên kia ù hết cả lỗ tai. Còn chưa kịp định hồn, đã thấy Hùng tắt máy. Được lắm, cái tên Hùng khùng. Đúng là ở đâu cũng có anh Hùng, ở đâu cũng có người khùng người điên mà. Đợi đó đi, tôi mà gặp anh ha, anh biết tay tôi. Vừa chửi, Trinh vừa đưa ngón tay lên gãi gãi cái lỗ tai vẫn còn vương vấn cái giọng nói ngai ngái của Hùng mà suy nghĩ. Đoạn cô lại bấm điện thoại cho Hải. Rất nhanh Hải đã vội vã chạy tới. Vừa tới nơi, Hải đã vội cất tiếng. Sao, có manh mối gì rồi à? Trinh mặc dù không thích làm việc chung với người khác, đặc biệt người đó lại là Hải, nhưng chẳng còn cách nào khác vì đó là lệnh. Trinh bắt đầu nói lại hết tất cả những phát hiện của mình cho Hải nghe. Hải nhẹ giọng hỏi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo? Trinh nghe vậy thì đưa ánh mắt nhìn Hải, cứ như là người ngoài hành tinh. Này, anh làm sao mà có được mấy tấm huy chương kia vậy? Tôi nghi ngờ lắm nghe. Trời đất ơi, thì tất nhiên là phải khoanh vùng, tập trung điều tra về hai nạn nhân này chứ làm sao? Tôi chắc chắn manh mối là nằm ở chính hai cô gái này. Cô dựa vào đâu mà khẳng định như vậy? Linh cảm chứ đâu. Cái gì? Phá án mà cô bảo là dựa vào linh cảm hả? Thế anh không biết linh cảm của phụ nữ nó lợi hại như thế nào à? Ây, mà tôi quên, anh làm gì đã có vợ. Anh thử có vợ thử đi, xem liệu anh giấu tiền ở đâu, vợ anh có tìm ra được không? Ngu ngốc. Hải nghe vậy thì á khẩu, không thể biện hộ lấy một lời. Bởi vì quả thật từ nhỏ tới lớn, Hải chưa biết mùi vị của đàn bà là như thế nào. Ế bền vững suốt hơn 30 năm trời ròng rã. Trinh cười cười đắc ý, rồi tiếp lời. Bây giờ tôi và anh á, đến cái nhà thổ mà hai nạn nhân ở để điều tra xem sao. Đi thôi. Rất nhanh Trinh và Hải đã mặc thường phục, bước vào căn nhà thổ để tránh gây sự chú ý. Vừa bước vào, tim của Hải đã đập lên thình thịch. Trước mắt anh là những cô gái ăn mặc lòe loẹt, cô nào cô nấy trái cây cứ đủng đỉnh khiêu gợi. Trinh thấy bộ dáng của Hải thì bật cười. Này, anh thật sự là còn zin đó hả? Mới nhìn thấy chưa được sờ vào, mặt mày đã xanh, trời ơi, như là cái tàu lá chuối vậy á. Cô làm ăn kiểu gì? Cô thì giỏi rồi. Kiếp sau á, cô thử đầu thai làm đàn ông đi. Chứng kiến cái dựa trái cây siêu to khổng lồ như vậy, ai mà chả tức ngực chứ. Lúc hai người vẫn còn đang trêu chọc lẫn nhau, thì bỗng có một giọng nói có phần chát chúa vang lên. Nè, hai cô cậu là ai? Đến đây làm cái gì vậy?
Trình đưa thẻ ngành có đóng dấu đỏ chót về phía người phụ nữ, rồi nhẹ giọng: "Chúng tôi cần gặp bà chủ khu trọ này để điều tra một số thứ." Người phụ nữ thân hình béo múp nhìn thấy tấm thẻ ngành công an mới hớt hải nói: "Thầu chết, tôi là chủ nhà trọ đây nè. Không biết hai cán bộ đến để điều tra chuyện gì, chứ chỗ của chúng tôi cho thuê trọ đàng hoàng, có giấy tờ hẳn hoi đó." Trình lập tức chìa hai tấm hình của Uyên và Hoa cho bà chủ trọ nhìn, rồi hỏi: "Hai cô gái này ở trọ ở đây đúng không?" Dạ, hai đứa nó là ở phòng số 4, nhưng mà hai hôm nay không thấy tụi nó về. Bà không biết hai cổ đã bị sát hại cách đây hai hôm rồi sao? Cái gì? Chết rồi hả? Đúng vậy. Chúng tôi cần bà cho xem phòng của hai nạn nhân và cần hỏi bà một số vấn đề liên quan. Vậy xin cán bộ đi theo tôi. Sau một hồi xem xét, cả Trinh và Hải đều không tìm thấy thêm bất kỳ manh mối nào. Bây giờ Trinh nhìn bà chủ trọ, hỏi với giọng lạnh lùng: "Bà có biết lần cuối hai nạn nhân này đi đâu không?" Bà chủ trọ vốn là má mì chuyên nuôi gái nên giấu giếm. Thấy bà lắc đầu, Trinh cười cười nói: "Bà đừng có tưởng là qua mặt được giống tôi nghe. Bà đó, bà là một tú bà chuyên điều cấp gái mại dâm. Cả cái nhà thổ này á, cô gái nào đi khách ở đâu đều phải thông báo cho bà. Bà mau nói đi, nếu không thì bà tự biết hậu quả rồi đó." Bà chủ trọ nghe những lời đe dọa của Trinh thì mặt mũi lập tức trắng bệch, tay chân run rẩy, miệng há hốc, lắp bắp không thành lời: Thì tôi "Chúng tôi chỉ cần bà cung cấp thông tin vụ án, những chuyện khác còn tùy vào những thông tin bà nói có quan trọng hay là không. Tôi nói như vậy á, bà hiểu chứ?" Tôi xin nói hết à." Đoạn bà chạy vào bên trong, lấy ra một cuốn sổ tay. Trên đó có ghi chép lại tất cả các lần đi khách của tất cả các cô gái ở đây. Thật ra các cô gái mỗi lần đi khách đều phải chung chi lại cho mụ 40% số tiền kiếm được. Cho dù là đang đứng ngoài đường hay trong nhà trọ thì tất cả các thông tin bà đều nắm được. Bởi vì những lần đi khách của các cô gái đều không thoát khỏi ánh mắt của bọn giang hồ bảo kê. Nếu chẳng may cô nào đi chui mà bị phát hiện, nhẹ thì bị tịch thu hết số tiền kiếm được trong một tháng, còn nặng thì bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Tú bà nhìn vào cuốn sổ rồi quay lại phía Hải và Trinh, cười cười nói: Tối hôm đó là con Hoa nó đi hai cuốc gần đây, đến đầu 9:30 đó là về phòng rồi. Còn con Quyên thì nó nhận đi khách ở một cái quán bar nào đó bên quận 9 á. Đây nè, đây là số điện thoại tôi vẫn còn ghi lại đây nè. Hải lập tức ghi chép lại tất cả những thông tin đã thu nhận được. Đoạn Hải lên tiếng hỏi: "Vậy bà có biết những mối quan hệ của Quyên và Hoa ở Sài Gòn này? Ví dụ như là bạn bè, họ hàng hay là khách quen nào đó?" Tú bà trầm tư vẻ suy nghĩ. Đoạn bà ta à lên một tiếng rồi trả lời: Hai đứa nó thì không có họ hàng gì đâu, bạn thì cũng chẳng có, nhưng mà hình như khách quen là có thằng á. Cái thằng này nó chơi nợ mấy nháy rồi, trong sổ tôi còn ghi chép đàng hoàng đây nè." "Vậy bà có biết tên hắn là gì, ở đâu không?" "Hình như là Khanh hay Khánh gì đó, nghe nói là giang hồ đâu bên quận Tân Bình, tôi cũng chẳng rõ nữa." "Thôi được rồi, chúng tôi đi." Hãy ghi chép tất cả các thông tin thu nhận được rồi cùng Trinh rời đi. Trước khi đi, anh còn không quên đưa ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tú bà rồi trầm giọng: "Bà liệu mà tìm việc khác lương thiện làm đi." Nói xong, Hải lập tức rời đi, bỏ mặc Tú bà, người đang vã mồ hôi, đứng như tượng. Khi hai người bước ra khỏi dãy nhà thổ thì cũng là lúc màn đêm đã buông xuống từ khi nào. Cả hai đều bị cơn đói làm cho kiệt sức, tiếng trống bụng thì cứ thúc giục vang lên. Hải ngập ngừng nhìn Trinh nói: "Nè,
Tôi mời cô đi ăn lẩu dê, thế nào? Tất nhiên. Chả lẽ anh bắt tôi mời? Sao? Ông hai dẫn đường đi chứ, còn đứng được ra đó làm gì? Đúng là cái độ khó ưa. Người ta mời đi ăn mà nói cái giọng cứ như là bà nội. Biết vậy tôi bỏ đi ăn mình sướng hơn. Nè, anh lẩm bẩm gì vậy? Không có gì. Không có gì hết. Ăn uống xong xuôi, cả hai lại trở về trụ sở làm việc. Họ tổng kết lại tất cả những thông tin thu nhận được, rồi bắt đầu phát thảo hướng điều tra. Lúc nãy tôi đã gọi thử vào hai dãy số điện thoại mà bà chủ cung cấp rồi. Tất cả đều thuê bao, nên chúng ta phải tự điều tra thôi. Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu từ người khách quen mà bà chủ trọ nhắc đến đi. Anh có quen anh Tuấn bên công an quận Tân Bình, có đúng không? Hải gật đầu, thấy thế Trinh lại nói tiếp. Vậy anh thử gọi nhờ anh Tuấn, coi liệu có thể tìm ra tên kia không? Tôi cũng sẽ tra cứu thông tin hồ sơ tội phạm, xem có ai trùng khớp thông tin không. Nè, từ bao giờ cô lại có cái quyền sai giặt tôi vậy? Làm hay không là tùy anh, tránh đường cho tôi đi. Rất nhanh, bằng những biện pháp nghiệp vụ, danh tính của Khanh sớm được tra rõ. Hải và Trinh cũng theo đó lần mò đến tận nơi hắn ở, nhưng chẳng phát hiện được gì. Khanh đã biến mất một cách khó hiểu, cứ như là đã bốc hơi khỏi cái thành phố này. Hải tức giận nói. Khó khăn lắm mới tìm ra được một chút manh mối, thì người đã biến mất. Trinh bây giờ vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh. Cô thản nhiên đáp. Mới có như vậy, nản chí rồi hả? Hay là anh xin rút lui đi, để vụ này mình tôi xử cho. Nè, cô đừng có mà nước đục thả câu đó. Tôi nhất định phá được cái vụ án này, dù chết cũng không bỏ cuộc đâu. Vậy thì tốt, đi thôi. Đi đâu? Thì đi đến cái quán bar kia chứ đâu. Trời ơi, đúng là anh ngốc hết phần thiên hạ mà. Đến đúng địa chỉ mà bà chủ trọ đã cung cấp, lần này cả hai không mặc thường phục nữa, trực tiếp mặc cảnh phục bước vào quán bar. Không khí trong quán vốn đang nhộn nhịp sôi động, nhưng khi hai người vừa bước vào thì tất cả lập tức thay đổi. Có người nhát gan thì hốt hoảng lao đầu bỏ chạy thục mạng. Khung cảnh cũng vì thế nhanh chóng trở nên nhốn nháo. Trong chớp mắt, cả cái quán bar tấp nập, giờ không còn lại một bóng người. Bây giờ Hải với Trinh nháy mắt nhau, rồi từ từ tiến lại quầy bartender. Tên quản lý vừa thấy Hải và Trinh, lắp bắp không giấu nổi được sự lo lắng. Hai cán bộ ghé qua có gì không ạ? Chỗ tôi chỉ là một cái quán bar nhỏ xíu hả? Cũng làm ăn buôn bán đàng hoàng, tuyệt đối đó là không có ma túy hay cái gì đâu. Hai sếp cho em bắt tay làm quen cái. Tên quản lý đưa cánh tay ra nắm lấy Hải, cố nhét cái phong bì dày cộm vào tay anh, miệng không ngừng nói lời ngọt ngào. Hải nhìn cái phong bì, nhếch mép cười. Cũng chịu chơi đó hả? Chỗ này chắc không dưới 10 triệu hả? Các anh làm ăn lớn thật đó. Dạ đâu dám, coi như là lì xì đầu năm cho hai cán bộ thôi mà. Mong hai sếp đừng có chê. Trong lúc Hải và tên quản lý nọ nói chuyện, thì Trinh đi lòng vòng trong quán. Trinh phát hiện trong quán vương vãi đầy những viên ma túy đá mà những vị khách ban nãy đã vứt lại. Cô nhặt lấy vài viên rồi đưa ra trước mặt tên quản lý, nói với giọng nhẹ nhàng. Quán anh có ai bị ốm hả? Hay sao mà nhiều thuốc rơi vương vãi khắp nơi vậy? Giọng điệu của Trinh tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho tên quản lý phải run lên như cày sấy, miệng méo máu. Hắn đang định mở miệng năn nỉ xin tha thì Hải đã chìa một tấm hình ra trước mặt hắn. Anh đã từng gặp cô gái này chưa? Cô ta đã đến đây 3 ngày trước. Tên quản lý thẫn thờ như chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn cắm mắt vào tấm hình của Uyên mà xem xét. Đoạn hắn lắp bắp. Dạ thưa cán bộ, khách ra vào quán đông không có đếm xuể, cho nên em không thể nhớ hết được. Nhưng mà quán có lắp camera, nếu mà hai sếp muốn á, em dẫn hai người đi coi. Trinh bản tính nóng nảy
nên lập tức đá cho tên quản lý một cái rồi quát. Mau đi dẫn đường đi, bớt nói thừa đấy. Cả hai theo tên quản lý đi vào trong phòng an ninh. Sau một hồi tìm kiếm thì những hình ảnh của Uyên cũng đã dần hiện ra trên chiếc màn hình đen trắng. Hải nhanh chóng tịch thu cuộn băng với lý do làm bằng chứng cho vụ án. Tên quản lý nghe thế mặt đờ đẫn ra, chưa hiểu rốt cuộc hai người này đang làm cái trò gì. Mặc dù hắn tò mò lắm, nhưng nào có dám mở miệng ra hỏi. Hai sếp đã không truy cứu chuyện quán mình bán ma túy thì thôi, ngu gì mà tự vắt gạch đập vào miệng như thế. Cùng lúc ấy, trên một con hẻm vắng ở quận Bình Chánh, Khanh lầm lũi bước đi, chốc chốc lại quay đầu nhìn ra khắp nơi. Nhưng khi tới một đoạn ngã ba, đột nhiên Khanh bị một đám người chặn đường. Bộ dạng tên nào tên nấy đều hung tợn, trên tay còn cầm theo mấy thanh mã tấu sáng loáng. Nhận ra nguy hiểm, Khanh lập tức quay đầu toan bỏ chạy. Nhưng hắn vừa quay lại thì đã thấy phía lưng là hình bóng của ông Long đã đứng đó từ bao giờ. Lão ta thấy bộ dáng hớt hải của Khanh thì bật cười. Chú Khanh, chú tưởng là có thể thoát khỏi tay anh sao? Khanh thấy mình đã bị bước vào bước đường cùng thì cũng không ngần ngại, liều mạng lao tới, định sống chết một phen với lão Long. Nhưng Khanh không ngờ thân thủ của lão thật sự quá lợi hại. Chỉ trong chớp mắt mà Khanh đã bị lão đánh cho nằm sấp mặt. Lão Long tay phủi phủi cái áo chỗ vừa bị Khanh vấy bẩn rồi cười cười. Chú em còn non và xanh lắm, chú em nghĩ có thể dễ dàng thoát khỏi bàn tay của anh sao? Là anh đang cố tình nói lỏng canh gác để chú có thể chạy thoát đó. Sau đó tự thân chú sẽ dẫn anh đi tìm viên kim cương. Như vậy chẳng phải tốt hơn hay sao? Khanh lúc này mặt mày đã bê bết máu nhưng vẫn cố gằn giọng. Đồ chó, lão cáo già. Nhưng lão cũng quá coi thường thằng Khanh này rồi đó. Lão đừng có mơ mà tìm được viên kim cương đó nữa. Ông Long sau khi lục soát hết trên cơ thể của Khanh, tức giận gào lên. Mày thằng chó, mày giấu viên kim cương ở đâu? Nói mau. Vừa quát, đôi mắt ông Long vừa long lên sòng sọc tức giận. Hai cánh tay thì không ngừng ra sức siết chặt lấy cổ Khanh. Gã nghẹt thở, ho lên khụ khụ, cố dằn ra khỏi đôi bàn tay của Long trong bất lực. Khanh bị đôi bàn tay của ông Long bóp chết. Làn da trên gương mặt gã dần chuyển sang màu tím bầm. Mắt thì trợn lên. Bên trong, những sợi tơ máu vẫn còn hằn lên rõ rệt. Ông Long vẫn không buông tha, mà tiếp tục ghi chặt đôi bàn tay. Miệng thì rít lên. Mày chết đi, đồ chó. Mày tưởng tao không dám giết mày hả? Mày nghĩ mày chết thì tao sẽ không tìm được viên kim cương kia sao? Tên đàn em thân tín đứng bên cạnh thấy Khanh đã nằm bất động thì lên tiếng ngăn cản. Đại ca, anh giết nó rồi, sao chúng ta tìm được viên kim cương cho Ngọc Hoàng? Ông Long bây giờ đứng dậy, phủi phủi đôi bàn tay, thản nhiên mà đáp. Vô ích thôi. Cái loài người như thằng chó này thà chết chứ không chịu nói đâu. Giữ lại cũng chỉ vô dụng. Mày lo dọn dẹp cái xác này đi. Chuyện của Ngọc Hoàng cứ để tao tính. Dạ. Vậy em kiểm tra lại cái chỗ nó ở một lần nữa rồi thu dọn. Anh yên tâm. Ông Long gật đầu rồi rời đi. Đoạn lão móc chiếc điện thoại rồi bấm gọi cho một ai đó. Giọng điệu có vẻ lễ phép. Dạ anh, em tìm được thằng chó đó rồi. Nhưng mà viên kim cương thì... Bên kia đầu dây vọng lại giọng nói của một người có phần lớn tuổi. Thì vẫn chưa tìm thấy chứ gì. Mày biết viên kim cương đó trị giá bao nhiêu không? Là 50 tỷ. 50 tỷ đó. Tao không có nói nhiều. Trong vòng 5 ngày nữa, mày không mang viên kim cương đó về đây để tao giao cho khách thì mày tự xử đi.
Dạ, em biết rồi, anh yên tâm. Lão Long tuy là tay anh chị khét tiếng ở cái đất Sài Gòn này, nhưng thật ra trên tay lão còn có một ông trùm khác với biệt danh là Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng là một ông trùm thực sự. Hắn điều hành toàn bộ những đường dây buôn bán ma túy, buôn lậu xuyên biên giới, rồi tiêu thụ bằng cách môi giới lại cho những đại gia khắp cả nước. Viên kim cương mà Khanh đánh cắp cũng nằm trong số đó. Nhưng viên kim cương ấy không hề bình thường. Nó thuộc hàng quý hiếm, cả thế giới chỉ có 5 viên. Vì thế nên Ngọc Hoàng và ông Long phải ráo riết tìm kiếm. Thế nào, đã tìm ra người đàn ông trong video kia là ai chưa? Giọng của Trinh gấp gáp hỏi. Sau khi Hải và Trinh từ quán bar về thì lập tức giao cho bên bộ phận lưu trữ hồ sơ dân sự nhằm sớm tìm ra danh tính. Nhưng đã 2 ngày trôi qua mà vẫn không tra ra được điều gì. Trinh và Hải đang bực bội thì chung điện thoại lại vang lên. Hải bật loa ngoài cho Trinh cùng nghe. Alo, nay đã tìm thấy Thành Khanh rồi đó. Cả hai không hẹn cùng vội vã hỏi. Cái gì? Ở đâu? Ở bờ sông. Thi thể đã chết được 2 ngày rồi, vừa mới phát hiện sáng nay thôi. Cậu mau tới đây đi, để tôi nhắn địa chỉ qua. Bên kia đầu dây nói xong thì tắt máy, khiến cho Hải và Trinh ngơ ngác nhìn nhau. Hai người đã phải khó khăn lắm mới tìm ra được 2 manh mối. Vậy mà một người giờ chưa tìm ra danh tính, còn người kia thì đã chết cách đây 2 ngày. Hải và Trinh vừa đến hiện trường thì đã vội vã chạy lại thi thể của Khanh. Thi thể hắn bây giờ đã trương phình vì ngâm nước lâu ngày, tay chân nhợt nhạt, khoang bụng phình to như cái trống. Kinh hãi hơn khi hốc mắt của Khanh giờ chỉ còn lại 2 cái lỗ đen ngòm, rồi còn người đã bị cá hay một loại gì đó ăn mất. Chứng kiến bộ dạng của cái xác khiến Trinh lợm giọng bụm miệng, cố nuốt xuống những thứ đang xộn xạo trong dạ dày. Hải thấy thế thì cười cười nói. Yếu thế, chưa gì đã muốn ói rồi hả? Đoạn, Hải quay lại chỗ một đồng chí công an bên bộ phận pháp y, rồi cất tiếng hỏi. Này, đã xác định được nguyên nhân tử vong chưa? Người kia cũng gật đầu đáp. Theo như các dấu vết để lại, thì nạn nhân chết do bị nghẹt thở. Trên người còn có một số vết thương nhỏ khác, nhưng mà không có chí mạng. Tôi nghĩ là trước khi chết, nạn nhân đã có xô xát với hung thủ, rồi mới bị bóp cổ đến chết. Vậy trên người nạn nhân có còn vật dụng gì không? Đồng chí công an kia lắc đầu rồi trả lời. Không, ban đầu chúng tôi kết luận là như vậy. Còn phải mang thi thể về làm khám nghiệm, rồi mới có thể kết luận chắc chắn được. Vậy nhờ các anh, có gì xin báo sớm lại cho tôi. Hải trở ra bên ngoài, thấy Trinh vẫn còn đang khó chịu, quan tâm hỏi. Cô không sao đó chứ? Trinh lắc đầu biểu thị mình không sao, đoạn mới hỏi. Thế nào rồi, có manh mối gì không? Mọi chuyện diễn ra quá phức tạp. Tới manh mối số 1 cũng đã bị giết một cách bất ngờ. Người gặp nạn nhân cuối cùng là ai thì chưa tìm ra danh tính. Mọi chuyện sao nó cứ rối tung rối mù lên thế này không biết nữa. Tôi thật sự hết cách rồi. Có lẽ chỉ còn cách đợi kết quả khám nghiệm thi thể bên pháp y thôi. Tên Khanh là một tay giang hồ, nên tôi nghĩ việc hắn bị người ta giết cũng có thể chấp nhận được. Nhưng tôi e là có thể đây là một vụ án kép. Cô nói án kép là sao? Là ngoài vụ án mà chúng ta điều tra thì còn có một vụ án khác song song, thậm chí 2 vụ án có thể liên quan đến nhau. Theo tôi thì giờ chỉ còn một cách, đó là đánh liều thôi. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Đánh liều hả? Ý cô là sao? Không vào hang cọp thì làm sao mình bắt được cọp con? Đã gần 1 tuần rồi tên sát nhân không ra tay. Tôi nghĩ hắn lại sắp rời hang rồi. Màn đêm đã buông xuống, những giọt sương đêm hiếm hoi đầu xuân của Sài Gòn đã bắt đầu rơi, để rồi bị thứ ánh sáng vàng vọt của những ngọn đèn đường soi sáng li ti, tạo thành một khung cảnh ảm đạm, buồn đến thê lương. Lúc này Trinh đang đi dạo một mình trên con phố vắng,
Cô khẽ liếc ánh mắt nhìn qua những góc khuất tối tăm xung quanh. Chợt một giọng nói vang lên trong bộ đàm được cô đeo bên tai. Alo, sao? Cô ổn cả chứ? Cách này có được không vậy? Liệu tình khốn đó có xuất hiện không? Chứ tội là tôi sắp chết cống rồi đây nè. Sài Gòn năm nay sao mà lạnh thế không biết. Trình nghe giọng Hải có cầu nhau bên tai thì bực bội. Nếu bình thường thì cô sẽ không ngần ngại quát thẳng vào mặt Hải. Nhưng lúc này cô đang đóng vai là một cô gái đi một mình trong đêm. Không thể nói lớn được nên đành nhẫn nhịn quát khẽ. Anh có im cái miệng đi không hả? Tôi đang phải căng mắt ra mà nhìn khắp nơi đây nè. Anh ở đó mà than thở. Nhưng mà tôi thấy cách này không ăn thua đâu. Cái tên biến thái đó không lẽ lại ngu ngốc đến mức đó. Hơn nữa Sài Gòn rộng lớn thế này, chúng ta không thể đi bộ hết như vậy được. Vậy anh có cách nào tốt hơn không? Nếu không thì anh im đi. Tôi có linh cảm hắn ta sẽ cắn cậu đó. Cậu đừng nói là cậu lại linh cảm vô cái tin vào cái gì linh cảm của phụ nữ đó. Tôi không rảnh mà đi theo cô chỉ để kiểm chứng cái linh cảm chết tiệt đó đâu. Hải cứ liên tục cầu nhau vì anh cảm thấy cách này của Trinh thật sự không khả thi. Anh cứ đinh ninh trong đầu là tên sát nhân ấy chắc chắn sẽ không xuất hiện dễ dàng. Đang định mở miệng trào phúng thêm vài câu thì Hải đã phải ngậm ngay miệng. Vì lúc này trên con đường vắng lặng không một bóng người, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông đang ngồi bất động bên vệ đường. Hải lên tiếng nhắc nhở Trinh cẩn thận. Này, cẩn thận đó. Rồi, sao anh cứ lào nhậu giống như đàn bà có chữa vậy? Nổi rồi Trinh từ từ từng bước tiến lại gần người đàn ông nọ. Khi đến gần, cô mới có cơ hội nhìn rõ vóc dáng của hắn. Hắn mặc một chiếc quần tây đen, áo sơ mi màu nâu đỏ. Mái tóc hắn rối bù phủ hết gương mặt. Tay chân gầy gò khô đét như khúc củi. Thấy người đàn ông cứ ngồi tựa lưng vào gốc cây bất động giữa con phố, khiến Trinh cũng thoáng chút sợ. Dù gì Trinh vẫn là cô gái, mà con gái thì cho dù có cá tính mạnh mẽ đến đâu thì cũng phải sợ hãi khi đối diện với những thứ u tối ma mị. Trinh lắp bắp hỏi. Nè, chú ơi, chú gì ơi? Lúc Trinh cất tiếng hỏi thì nào có đề phòng. Cô cứ nghĩ là cho dù người trước mặt mình là tên sát nhân thì ít ra hắn cũng phải nói ra một điều gì đó, hay quay lại nhìn nạn nhân một cái rồi mới hành động. Chỉ cần có thế thì Trinh tự tin vào bản thân mình có thể xử lý được. Nhưng không, cô đã hoàn toàn sai. Người đàn ông trước mặt cô chính xác là tên sát nhân hàng loạt mà cô đang tìm kiếm. Hắn vừa nghe giọng nói của Trinh vang lên thì nơi khóe miệng đã nhếch lên một nụ cười chết chóc. Nhưng có lẽ vì mái tóc phủ kín đã che giấu nụ cười ấy khỏi mắt của Trinh, khiến cô không hề nhìn thấy. Tên sát nhân vẫn ngồi bất động, nhưng thật ra tất cả những bước đi, những hành động của Trinh hắn đều nắm bắt được. Hắn chỉ đợi khi cô tiến lại gần, miệng cất tiếng là hắn lập tức choàng dậy, dùng toàn bộ sức lực mà dùng cây gậy đập vào đầu Trinh. Cũng như bao cô gái khác, cô cũng vì quá bất ngờ nên dính trọn cú đập chí mạng ấy. Đầu Trinh choáng váng, loạn choạng rồi ngã từ từ. Cô quỵ xuống nền đường. Thấy Trinh đã bất tỉnh, tên sát nhân mới quát miệng cười, đôi môi kéo dài để lộ ra hàm răng vàng sạm do khói thuốc. Nhưng khi hắn vừa dứt tiếng cười thì lập tức một bóng đen lao tới. Cái bóng nhanh như một cơn gió lao vụt tới rồi nhắm thẳng hướng hắn mà xông phi. Chỉ nghe hự một tiếng, tên sát nhân ăn trọn cú đạp của Hải mà ngã lăn quay. Hải đứng thủ thế, đưa ánh mắt đầy nỗi sát khí nhìn tên sát nhân, rồi lại khẽ đảo mắt liếc về phía Trinh vẫn đang nằm bất động dưới lòng đường. Trinh à, Trinh. Nhưng cô vẫn nằm đó, mặc cho tiếng gọi của Hải càng ngày càng lớn. Tên sát nhân sau một hồi chật vật cũng đã đứng dậy được. Hải lập tức quát lên. Đứng yên, anh đã bị bắt. Hải cứ nghĩ khi mình nói ra câu đó, tên sát nhân sẽ sợ hãi. Nhưng không, thậm chí hắn còn thản nhiên đứng đó
nở ra một nụ cười, tay chỉ về phía Trinh mà nói. Mày là công an hả? Bọn mày đã ở đâu khi chúng nó lừa ta? Hả? Bọn chó đó sẽ phải chết. Chết hết. Hải vừa nghe những lời khó hiểu của tên sát nhân thì liền hiểu ra hắn là một kẻ tâm thần có vấn đề. Hải biết đối với loại người này thì có đôi co cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cái mà Hải đang lo ngại chính là tình hình của Trinh. Anh lo cú đập vừa rồi liệu có nguy hiểm hay không. Nếu bây giờ Hải lơ là một chút, tên sát nhân này sẽ bỏ chạy. Còn cứ dây dưa với hắn thì sẽ ảnh hưởng đến an nguy của Trinh. Bây giờ Hải biết chỉ còn cách nhanh chóng giải quyết tên tâm thần trước mặt rồi tranh thủ cứu Trinh. Nghĩ là làm, Hải lao tới liên tục dùng thân thủ của mình tấn công dồn dập, hết đấm trái rồi lại móc phải. Anh tung chân đá thẳng vào đầu tên sát nhân, khiến đầu hắn bật cả máu. Nhưng cho dù là thế thì nụ cười trên môi hắn vẫn chưa một lần lụi tắt. Hải thoáng rùng mình khi anh cảm nhận được sự chết chóc, sự hãi hùng bên trong nụ cười đó. Rồi Hải chợt nhớ lại hình ảnh của những nạn nhân đã chết trong tay hắn. Những cô gái đã phải sợ hãi thế nào khi chứng kiến nụ cười ấy trước khi chết. Hải nổi điên, anh không thương tiếc, dùng hết sức tung đòn. Tên sát nhân với thân hình gầy gò chẳng thể nào chống đỡ được quá lâu. Hắn nhanh chóng gục xuống. Nhưng điều kỳ lạ là cho dù hắn đã nằm bất tỉnh, nhưng nụ cười đó vẫn không biến mất. Hải thấy thế thì phát điên. Anh dùng còng số 8 khóa tay hắn vào một cái nắp cống, rồi tiện thể dí luôn cái miệng vẫn đang ngoạc ra cười của tên sát nhân vào miệng cống. Mày cười hả? Bố mày cho mày hít no mùi cống luôn, xem mày còn cười được nữa không? Thằng khốn nạn. Giải quyết xong xuôi, Hải quay trở lại chỗ Trinh, đưa tay lay lay. Trinh bị lay mạnh, cô khẽ cau mày mở mắt, đoạn cầu nhau. Thôi thôi thôi, đừng có lay nữa. Anh định lay chết tôi thật đó hả? Còn chửi được là không sao. Cô làm tôi lo quá. Tôi vừa mới quay đầu xuống, đập con mũi ở chân, quay lại thì đã thấy cô nằm vật ra đó rồi. Cô làm cảnh sát kiểu gì vậy? Trinh từ từ ngồi dậy, đầu vẫn còn ong ong vì cú đập vừa nãy. Cô đưa tay lên xoa xoa đầu, rồi nhìn Hải mà hỏi. Cái tên quái nhân đó đâu rồi? Ở kia kìa, tôi đang cho hắn hít chút mùi cống, hơi giống cái mùi thối của nước cống, làm nó bớt điên lại. Nãy giờ chắc cũng được 50 phút rồi đó. 10 phút hả? Ôi trời ơi, anh ngu dừa thôi. Anh không biết trong cống ban đêm sẽ sinh ra khí CO2 gấp 10 lần ban ngày hả? Trời ơi, mau lên đi, kéo hắn lên, chết ngạt bây giờ đó. Trời ơi, sao anh ngốc thế hả anh Hải? Hải nghe thấy thế mới ngớ người. Đoạn hất Hải chạy lại lôi đầu tên sát nhân ra khỏi cái nắp cống, rồi đưa tay kiểm tra mạch đập. Anh thở vào nhẹ nhõm khi thấy mạch đập của hắn vẫn còn. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, Hải lẩm bẩm. Ơi, may quá, không sao rồi. Nếu không á thì lại công cốc. Trinh thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hải gọi cho đồng nghiệp đến hiện trường. Sau đó hai người cùng ngồi bên vệ đường nghỉ ngơi, rồi thoáng bật cười khi nhìn thấy bộ dạng tệ hại của nhau. Gái thì máu me đầy đầu, trai thì mồ hôi ướt đẫm, quần áo dính đầy bụi bặm. Nhưng họ vẫn cười, cười vì cuối cùng họ cũng đã tóm được tên sát nhân hàng loạt biến thái. Trong căn phòng thẩm vấn biệt lập, Trinh và Hải đang cùng nhau thẩm vấn tên sát nhân. Điều khiến cả hai bất ngờ là thái độ của hắn ta lại vô cùng hợp tác. Hắn thừa nhận tất cả hành động, những nạn nhân mà hắn đã giết hại. Hắn thậm chí còn diễn tả lại toàn bộ những cảnh tượng mà mình đã giết những cô gái vô tội đó. Khi hắn nhìn lại từng tấm hình mà Trinh đưa ra, thì trên gương mặt hắn lại thể hiện một nét biến thái kinh dị. Cho đến khi hắn nhìn thấy tấm hình của Uyên thì mới cau mày. Hắn đưa ánh mắt mờ đục nhìn thật kỹ gương mặt của cô gái trong hình, như cố nhớ lại. Đoạn hắn lắc đầu, nhẹ giọng mà nói.
Người này không phải do tôi giết. Hãy ngồi bên cạnh chứng kiến thái độ của tên sát nhân thì đã sớm nổi giận. Anh lao tới định đấm cho tên sát nhân khốn kiếp kia một cú thì Trinh đã ngăn cản. Cô nhìn tên sát nhân ngồi trước mặt mình, chậm rãi hỏi. Anh nói người này không phải do anh giết. Tên sát nhân gật đầu một cách lạnh lùng. Trinh lại hỏi tiếp. Chúng tôi tìm thấy thi thể hai cô này cũng ở gần nơi anh gây án. Hơn nữa hai nạn nhân cuối này lại là bạn cùng phòng với nhau. Cách thức gây án lại hoàn toàn trùng khớp. Anh giải thích như thế nào đây? Tôi nói rồi, tôi không giết cô gái này. Đêm đó tôi chỉ ra tay với người này thôi. Tên sát nhân vừa nói vừa chỉ tay vào tấm hình của Hoa. Trinh cau mày rồi hỏi lại. Vậy anh có lấy bất cứ vật dụng của nạn nhân nào không? Trang sức chẳng hạn? Không. Tao không cần đến những món đồ dơ bẩn của tụi nó. Mày cũng là một con chó xích chết với tai tao đó. Trinh nghe thế nhưng cũng chẳng thèm tức giận. Cô trực tiếp bỏ đi. Hải cũng chỉ đành rời đi cùng cô. Bỏ mặt tên sát nhân máu lạnh ngồi đó, luôn miệng chửi rủa. Hải nhanh chân đuổi theo Trinh rồi lên tiếng hỏi. Tại sao hắn lại không nhận là mình giết Quyên? Bởi vì hắn quả thật không có giết. Cái gì? Sao cô chắc chắn như vậy? Bởi vì hắn đã nhận mình sát hại tất cả những cô gái khác rồi. Hải gật đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn Trinh. Trinh thấy thế, thở dài lắc đầu rồi giải thích. Vậy theo anh á, tại sao hắn dám nhận là mình đã giết hại bốn cô gái kia mà lại không dám nhận là đã giết Uyên? Hơn nữa cái loại người như hắn giết người là vì thỏa mãn thú tính. Vậy tại sao lại lấy đi sợi dây chuyền kia làm gì? Và cuối cùng á, vì hiện trường vụ án, những cô gái khác đều bị tháo khớp tay chân rất tỉ mỉ, còn Uyên thì lại có một khớp chân bị bẻ gãy và những vết dao cũng không có dứt khoát bằng. Điều đó chứng tỏ hung thủ là một người khác, và người này đang cố đánh lạc hướng chúng ta. Nhưng mà tất cả những điều đó đều không chắc chắn. Ví như có lúc gây án, sợi dây chuyền có thể vô tình rơi mất, hay là khớp chân cũng bị gãy trước đó thì sao? Trình nghe Hải nói thì không giữ được bình tĩnh nữa. Cô quát lên. Anh đúng là đầu đất đó. Nếu khớp xương bị gãy trước đó thì những mảnh xương sẽ vẫn dính trên các thớ thịt. Khi đó tủy bị dở ra sẽ làm cho thịt thổ đổi thành màu đen. Còn đây là trên xương vẫn để lại vết dao rất rõ. Còn về sợi dây chuyền đó thì tôi cá là sẽ không có chuyện rơi mất. Một kẻ tỉ mỉ như hắn đến một sợi tóc cũng không để rơi. Làm sao một sợi dây chuyền vàng lại để rơi chứ? Hải nghe Trinh giải thích thì gật đầu thầm bái phục. Anh xưa nay phá án toàn dựa vào vũ lực, cứ túm đầu một tên đánh cho nhừ tử rồi bắt hắn khai ra hết. Chứ về cái khoản suy đoán như Trinh thì anh chịu thua. Đoạn anh lại lên tiếng hỏi. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo? Trinh chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại của Hải đã vang lên. Bên kia đầu dây không ai khác, chính là Hùng, là người chuyên làm nhiệm vụ khám nghiệm tử thi. Hùng nói. Cậu tới đây đi. Tôi phát hiện trong dạ dày của nạn nhân có một sợi dây chuyền. Hơn nữa lại là sợi dây chuyền mà Trinh đang tìm kiếm đó. Hải và Trinh được báo tin thì tức tốc chạy đến phòng giải phẫu. Vừa bước vào thì cả hai đều lập tức cảm nhận được một cơn ấn lạnh chạy dọc sống lưng. Xung quanh toàn là những thi thể đã được phủ vải trắng, nằm im lìm bất động trên chiếc băng ca. Hải quay đi khắp nơi mà vẫn không thấy bóng dáng của Hùng đâu. Đang định cất tiếng gọi thì bị một thứ gì đó như là bàn tay đập vào vai, khiến anh giật thót mình. Quay lại thấy Hùng, Hải gào lên. Trời ơi, mày định hù chết tao đó hả? Đàn ông đàn an gì mà yếu vậy? Ủa, có cả em Trinh xinh đẹp cũng đến nữa hả? Trinh biết gã này dở hơi nên cũng không thèm nhiều lời. Mà cũng đúng thôi, một người suốt ngày phải ăn ngủ trong cái nhà xác này thì không khùng mới là lạ. Trinh hỏi. Cái xác của Khanh đâu? Mau dẫn chúng tôi đi. Hùng tỏ vẻ cục hứng nhưng cũng phải dẫn đường cho hai người. Cả ba nối bước nhau đi qua những dãy băng ca đặt xác chết. Trong cái ánh sáng chập choạng của những bóng đèn mờ nhạt cộng thêm cái lạnh thấu xương khiến Hải phải bật lên hỏi. Nè,
Cậu không thể bật đèn sáng hơn được hả? Sao nó cứ mờ mờ như là cà phê chòi vậy? Hùng thản nhiên đáp. Họ không thích. Ai không thích? Chẳng phải ở đây có mình cậu thôi sao? Hùng không trả lời, chỉ khẽ đưa ngón tay lên xuyệt một cái. Ai nói với cậu là tớ ở đây một mình? Ở đây còn có nhiều người lắm, chỉ là cậu không nhìn thấy đó thôi. Hùng vừa nói lại vừa cố tình đưa ánh mắt đảo khắp xung quanh, khiến Hải và Trinh lập tức sợ hãi, tóc tai dựng ngược cả lên. Thấy bộ dáng của cả hai thì Hùng mới cười phá lên. Tớ đùa đó, làm gì mặt mũi hai người xanh lét vậy? Mấy cái bóng đèn như này nó cháy gần hết rồi, tớ đang xin kinh phí thay mới mà chưa có đó. Chưa nói hết câu, cả Trinh và Hải thì nhào nhắm Hùng đấm đá túi bụi. Hùng la lên oai oái, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn dẫn đường. Một lát sau, ba người đã đứng trước một cái xác. Trinh vội hỏi: Thế sợi dây chuyền mà anh nói ở đâu? Hùng chỉ tay lên bàn rồi nói: Kìa kìa, tôi tìm thấy nó khi đang kiểm tra dạ dày của nạn nhân. Hắn nuốt sợi dây chuyền đó vào bụng luôn hả? Có thể là thế. Nhưng mà tại sao hắn lại phải làm như vậy? Trinh cầm sợi dây chuyền trên tay dò xét, đoạn nói ra suy đoán của mình. Có thể bởi vì hắn muốn giấu đi sợi dây chuyền này. Nhưng sợi dây chuyền này vốn dĩ là của Uyên cơ mà. Trinh trầm tư suy nghĩ, đoạn cô nói: Theo như những tấm hình trên mạng xã hội đó, thì Uyên mới chỉ đeo sợi dây chuyền này được khoảng một tuần, lại vừa khớp với khoảng thời gian mà Tú Bà cũng đã cung cấp khi là Uyên đi với Khanh. Như vậy rất có thể sợi dây chuyền này là do chính Khanh tặng cho Uyên, sau đó hắn đã giết Uyên để đòi lại nó. Trinh càng nói lại làm Hải càng thêm rối não. Anh khó hiểu hỏi: Nhưng mà tại sao hắn lại làm như vậy? Anh hỏi tôi à, tôi biết hỏi ai. Thế mới phải cần anh điều tra chứ. Hải bị quát thì chỉ đành im miệng. Khi cả hai đang trầm tư thì Hùng cầm lấy sợi dây chuyền xem qua rồi cau mày nói: Khoan đã, nếu như vậy thì tôi nghĩ chắc sợi dây chuyền này nó có cái gì đó đặc biệt lắm. Nói xong, Hùng dùng một cái kính lúp nhìn hết qua một lượt. Đột nhiên anh dừng lại ở mặt sau của sợi dây, như phát hiện ra thứ gì đó. Không nói gì, Hùng gọi vớ lấy cái máy cưa mini to bằng đầu tâm, rồi cẩn thận cắt tách mặt sợi dây chuyền ra. Quả nhiên khi mặt sợi dây chuyền vừa tách, nó để lộ ra một viên kim cương màu hồng ngọc ở bên trong. Ba người đều há hốc mồm vì phát hiện quý giá ấy. Họ đưa mắt nhìn viên kim cương vẫn đang phát sáng mà lắp bắp: Này, phải kim cương không vậy Trinh? Nghe Hải hỏi, Trinh lúc này cũng đâu thể rời mắt khỏi viên kim cương mà trả lời. Ba người cứ đứng đó như trời trồng, đăm đăm nhìn viên kim cương. Đến nửa ngày sau, họ mới bừng tỉnh gấp viên kim cương cho vào một cái túi nhựa trong. Quay về cơ quan, Hải và Trinh nhanh chóng điều tra thông tin về viên kim cương màu hồng. Vì sự đặc biệt của nó nên hai người nhanh chóng tìm ra được thông tin. Viên kim cương màu hồng cách đây một tháng thuộc quyền sở hữu của một đại gia người Singapore. Nhưng ông ta đã mang viên kim cương đi đấu giá và bán lại cho một người Việt Nam tên là Tuấn. Nhưng qua điều tra, tên Tuấn kia hoàn toàn không có thật. Hắn đã cố tình dùng giấy tờ giả để qua mặt buổi đấu giá nhằm trốn thuế khi quay lại Việt Nam. Đầu mối bị đứt đoạn khiến Trinh tưởng chừng không thể điều tra tiếp. Nhưng Hải thì lại thản nhiên tỏ vẻ là chuyện nhỏ. Sau đó anh dẫn Trinh đến một tiệm sửa xe máy ở quận 12, gặp một gã tên là Kiệt. Vừa gặp Kiệt, Hải đã không thương tiếc mà dần cho hắn một trận nhừ tử, rồi bắt hắn khai về viên kim cương kia. Ban đầu Kiệt vẫn kiên quyết không chịu khai, nhưng sau những cú đòn đau, hắn không chịu nổi nữa, buộc phải khai ra hết. Được rồi, anh Hải tha cho em đi. Viên kim cương đó là do ông Long chính ngón mua về từ biên giới Campuchia. Nhưng mà nghe nói lại để cho người khác trộm mất. Hắn đang ráo riết tìm kiếm khắp nơi mà vẫn chưa tìm ra đó. Mọi được thông tin quan trọng, Hải cùng Trinh rời đi. Trinh bây giờ mới lên tiếng hỏi:
Sao anh biết là tên Kiệt kia biết chuyện Diên Kim Cương? Cô không biết đó thôi. Tên Kiệt đó bề ngoài là thợ sửa xe, nhưng mà thật ra là trùm môi giới hàng lậu ở biên giới đó. Tất cả các mặt hàng buôn lậu vào Sài Gòn hắn đều có thông tin cả. Sau này cô muốn biết chuyện gì đó, cứ đến tìm hắn mà hỏi. Biết được nguồn gốc của viên kim cương, hai người nhanh chóng lần ra manh mối về Long Chính Ngón và đường dây buôn lậu của hắn và cả ông trùm giấu mặt. Sau khi đã đủ bằng chứng kết tội, bên công an đã tóm gọn hết, không bỏ sót bất cứ một tên nào. Còn về phần tên sát nhân hàng loạt bị tòa phán tử hình, một mức án xứng đáng với những tội ác mà hắn đã gây ra, và cũng giúp cho linh hồn của những cô gái xấu số được giải thoát khỏi sợi dây thù hận. Lúc này trong một quán cà phê đối diện cơ quan cảnh sát, Hải và Trinh đang ngồi thư giãn. Đoạn Hải bấm máy gọi cho ai đó. Này, cậu có ra uống nước cho bọn tôi không đó hả? Bọn tôi đợi cậu 30 phút rồi đó. Hai cậu cứ uống đi, lại có xác về rồi. Tớ phải mổ ngay, không ra được đâu. Tí rảnh xếp cho tớ ly trà đào hay là trà táo vậy đó cũng được. Cúp máy, bên trong căn phòng chứa xác lại trở về với không khí lạnh lẽo vốn có của nó. Hùng đưa tay kéo tấm vải màu trắng đục lên che đi gương mặt cái xác, sau đó nhấn nút play trên cái radio ngã màu. Từng giai điệu du dương vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Hùng tay cầm con dao mổ, nhìn một cái xác thản nhiên nói. Này, cô có đau không đó? Rồi, tôi biết là cô đau rồi. Nhưng mà tôi phải mổ bụng cô ra thì mới biết là vì sao cô chết chứ. Thế nha, cố chịu đau một tí thôi. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Mệnh Hoa của tác giả Huỳnh Duy. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thị xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.